Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh thức không lùng ngày hay đêm tuần tuôn niệm Phật Đà. Nam mô Phật Đà Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh thức không lùng ngày hay đêm tuần tuôn niệm chánh pháp ma. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh thức không lùng ngày hay đêm tuần tuôn niệm tăng đoàn. Nam mô Sangha-ya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022, chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, chúng con đê đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đê đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật Pháp. Hôm nay chúng con rất là hạnh phúc nói được tiếng Việt, cho nên bà con tha hồ mà hello bằng tiếng Việt. Bây giờ mời đại chúng hôm nay để đi vào chi tiết, mời cô Diệu Thành tụng tiếng Mỹ nha. Thầy mở rồi sau đó sau khi tiếng Mỹ chúng ta học tiếng Mỹ mà nói tiếng Việt. Dạ, mời cô Diệu Thành nha. Thì lần sau là mình có thời gian thích hợp. Bây giờ thầy xin chia sẻ nha. Rồi, bây giờ thầy xin mời cô Duy Thành nha. Cô mở microphone nha cô Duy Thành. Mở cái mic ra. Thầy nghe không thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Praising the Buddha as wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of God and human beings. Taking refuge steadily in oneself, the Buddha had taught. O disciple, in the rich ocean of birth, death, and samsara, be yourself swimming to the shore of the liberation. Be yourself lighting the torch to go. Be yourself taking refuge in yourself. Be yourself taking refuge in your own island. Be yourself making the island for your own refuge. Be yourself taking refuge in your own staple cultivation. Do not take refuge in anyone or anything else. You the right Dharma at the lamp to illuminate yourself. You the right Dharma as the island for yourself. You the right Dharma at the best refuge for yourself. Do you the right Dharma to practice and benefit yourself and all the people right in the present life. Therefore, you are determined
to take refuge in the right dharma, not to take refuge in the wrong dharma or anything else. To take refuge in the right dharma means to take refuge in cultivation of your own virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with the right understanding. Not to take refuge in the wrong dharma means not to take refuge in bad god, devil, monster, heresies, wrong dharma, wrong teacher, wrong teaching, bad people, and bad environment. In Digha Nikaya Mahabharinibbana Sutta number 16, before entering Nibbana, the Buddha had advised his disciple, all disciple, everything is changing and impermanent. Make great effort to cultivate and practice the Dharma, the Buddha Dharma, more and more to bring joy and happiness for yourselves and for all the people right here and right now in the present life. These are my essential, practical, and key teaching for you all. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexible, regularly, and properly, like the strong lions, we do not fear any sound and any noise in life. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexible, regularly, and properly, like the winds blowing, we are not afraid to get stuck in the net. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexible, regularly, and properly, like fresh lotuses growing out of the mud and muddy water, but they are not polluted by the mud and muddy water. In the similar way, we live in the world, but we are not polluted by the world. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly, like the firmness islands of ourselves, we are not afraid of all the obstacles and storm of life. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly, like the mighty rhino, we take the most stable and strongest step forward in life. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly, like the birds with two wings soaring high in the sky to enjoy the vast space, we can live a life of freedom, lightness, serenity, and nobility. When being aware of clearly understanding and practicing soul, we are the most peaceful and happiness people in the world. From applying and practicing the Buddha Dharma into the daily life, naturally and fluently, we have the ability to contribute to bringing the fruits and flowers of peace and happiness to many right here and right now in the present life. Namo the original masters Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya.
Cảm ơn cô Duy Thành đã tụng kinh nương tựa để chính mình, rất là ý nghĩa, rất là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hôm nay không có người Mỹ cho nên chúng ta nói tiếng Việt nha. Có một số vị gợi ý thôi nói tiếng Việt thì thầy cũng chia sẻ. Có một số vị nói tiếng rồi nói tiếng Mỹ thì bữa sau có người Mỹ mình nói sau. Giờ thôi bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu nha. Thầy xin chia sẻ cái bài học tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta ôn lại cái phần này nha. Để đại chúng nắm cái câu hỏi bữa trước á, là những cái biểu tượng á, của bảy bước chân trên bảy hoa sen cứ nghĩa là gì, thì thầy xin chia sẻ. Thì cái phần E, phần tiếp theo cho câu trả lời đó, seven steps walking on the seven lotuses represent the six kinds of specific well of holy people. The holy people here are understood at earth, the practitioner, disciple of the Buddha. Thì phần này ôn lại thôi nha. Bảy cái bước hoa sen, bảy bước chân, bảy bước á, đi bảy bước hoa sen tượng trưng cho bảy loại tài sản đặc thù của bậc thánh nhân, của bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây á được hiểu là chỉ cho mỗi hành giả chúng ta, chỉ cho chúng ta và hành giả. Chúng ta là ai? Là những vị hành giả. Chúng ta là ai? Là những vị đệ tử của Đức Phật, những đệ tử tu học của Đức Phật. The well trend là bữa thầy đó là những đệ tử có tu, có học, là đệ tử của Đức Phật. Rồi bây giờ tiếp theo, thứ nhất là the well of the confident Saddhamma, Saddhadhamma, tức là tín tài. Is the noble treasure that have earth to have the right and profound confidence in the triple jump. Thứ nhất là tín tài. Tín có nghĩa là niềm tin, tài là tài sản. Là tài sản ở đây là chỉ cho gì? Là cái tín tài á, là cái tài sản cao thượng có thể giúp chúng ta có cái niềm tin đúng đắn và sâu sắc về tam bảo, gọi là tín tài. Quý vị nhớ chứ, tín tài có nghĩa là gì? Là mình nhớ là tín tài là gì thưa thầy, tín tài là gì thưa bạn? Thì nói tín tài có nghĩa là một cái tài sản cao quý nhất giúp cho chúng ta có cái niềm tin, có cái niềm tin đúng, niềm tin chân chánh, niềm tin sâu sắc về tam bảo. Tức là tại sao gọi là tín tài? Thầy bữa nay nói tiếng Việt nên phân tích một xíu. Cái người nào có tín tài là cái người đó có niềm tin sâu sắc về tam bảo, có niềm tin chân chánh về tam bảo. Dầu ai nó ngã, nó nghiêng, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như Phật Pháp Tăng. Chứ mà quý vị nói dầu ai nó ngã, nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như cái kiền ba chân thì cũng được. Nhưng mà chừng nào mình cái chân quay phim á, mình mới nói cái kiền. Chứ còn đằng này mình không phải chân quay phim, cho nên mình đó, lòng ta vẫn vững với Phật Pháp Tăng. Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đều vững hết. Nhiều khi mình vì công việc làm ăn, rồi vì công ăn việc làm, rồi cái người ta dụ mình, ta kêu mình bỏ đạo, bỏ Phật Pháp Tăng đi, bỏ tam bảo đi, rồi mình theo cái công ăn, theo việc làm, thì lúc đó cái mình không có niềm tin đúng và không có niềm tin sâu sắc về tam bảo. Cái tam bảo khi nào mà học chuyên về cái tam bảo, thầy phân tích cái đó cho nó rõ ràng. Bởi vì cái người mà có niềm tin đúng đắn về tam bảo, mình đi đâu cũng là con Phật. Giống như mấy cô đó ở Việt Nam cũng có cái chủng tử Phật rồi, qua đây cũng vậy. Mặc dầu cô Duy Thành, cô anh Tâm Phương á, cũng đi về chùa thấy ta ngồi thiền á, ngồi cả tiếng đồng hồ, rồi họ cái gật á, mấy người ở ngoài nói sao anh này thấy Phật, cái khen Phật gật mà thật ra ngủ gục ngủ gục gì nè. Mà cứ mấy người tưởng đó, mình thấy Phật thấy tướng hảo quá cái mình khen mà thật ra mình ngủ gục cho nên á. Nhưng mà tuy nhiên cái đó, những cái giây phút đó để tưới tẩm cái tâm thức của mình nó luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật Pháp Tăng, không bao giờ bỏ. Còn người nào mà không có hiểu được Phật Pháp Tăng á, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo á, là kim cương hột xoàn, là về cái đời sống tâm linh của mình, mà người ta những cái tôn giáo khác người ta cho mình tiền, cho công ăn việc làm mà bỏ tam bảo là mình lúc đó mình không chấp nhận được. Cho nên người cha, người mẹ hay cả mình mà đi đúng hướng á,
là tam bảo, là cái tín tài, là cái tài sản cao quý đối với mình là tam bảo. À, quý vị nhớ không? Cái tài sản cao quý đối với mình là tam bảo. À, đó là gọi là tín tài, chứ không phải là tín là niềm tin. Là tin đây á, là niềm tin đối với Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo gọi là tín tài. Rồi thầy nhắc cái đó sơ cho đại chúng nắm ý. Bây giờ tiếp theo là gì? Cái thứ hai là the world of virtual sila adana is the noble treasure that have earth protect the body, mind, speak and mind of purity and cleanliness. Thứ hai là đức tài hay là giới tài, sila dana, dana là tài, cũng là nó cũng là sila là tài sản, quý vị ha. Thầy miêu cái đó rồi đại chúng nghe rõ hơn. Rồi cái giới tài hay là đức tài, giới cũng là đức thôi, sila là giới, là đức nha. Là cái tài sản cao quý có thể giúp cho chúng ta bảo vệ, bởi vì giới tài á có cái công năng bảo vệ thân, khẩu, âm và ý, tức là cái thân là hành động của mình, âm lời nói của mình và ý nghĩ của mình được thanh tịnh và trong sạch. Đó, được thanh tịnh và trong sạch, đó gọi là giới tài. Rồi quý vị nắm được cái ý thứ hai là giới tài chưa? Giới tài hay là đức tài đó là cái giới tài có công năng bảo hộ được cái thân của mình, cái hành động của mình, ý nghĩ của mình và lời nói của mình được thanh tịnh và trong sạch, gọi là giới tài hay là đức tài. Rồi cái thứ hai, mai mốt mà bảy cái tài sản của bậc chân nhân á, là quý vị nhớ từng cái chi phần một. Chúc thầy ôn tổng quát đại chúng nắm được cái ý đó nha. Bây giờ tiếp theo, cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là đọc tiếng Mỹ. Number three, the world of sense of same with oneself, hiri dana, feeling a same of oneself is the noble treasure for the unwholesome thing that one causes to oneself. Cái thứ ba là tam là âm Hán Việt á, tam tài nha quý vị ha. Tam tài là gì? Là cái cảm giác xấu hổ về chính mình. Ông là cái tài sản cao thượng, cao quý về những gì mà bất thiện ông do mình tạo tác, chính mình, do mình tạo ra chính mình. Thầy bữa trước không có đưa ví dụ, bữa nay thầy đưa thêm ví dụ cho đại chúng nắm thêm cái ví dụ đó nha. Thầy bữa nay thầy đưa thêm bữa nay thầy đưa thêm ví dụ. For example, a person drinks alcohol, he cannot control himself. When he gets drunk, angry, he scold and beat other people, etc. After drunkenness is over, he recalls the wrong action caused by his alcohol drinking. He feels ashamed of himself. It is the world of sense of shame with oneself. Rồi. Cái ví dụ nè, chẳng hạn như là ví dụ như gì, một người á mà uống rượu, vị ấy không thể kiềm chế được chính mình. Khi mà anh ta say rượu đó, nổi sân nè, thì anh ta đánh và chửi mắng và đánh người khác, vân vân. Sau khi mà cái cơn say rượu đã chấm dứt, thì cái vị đó nhớ lại cái hành động sai trái do cái sự uống rượu của mình gây ra, thì anh ta cảm thấy xấu hổ về chính mình, thì cái đó là gọi là quý tài, tức nghĩa là xấu hổ về chính mình. Thầy đưa ví dụ đó, quý vị thấy cái nắm tiếng Việt được không? Tam tài là gì? Là tự mình đó, xấu hổ chính mình là tàm. Và cái quý tài là mình xấu hổ với người khác gọi là quý tài nha, tàm tài. Bây giờ cái tàm tài là gì, như thầy mới nói đó, ví dụ người một người mà uống rượu, mà người đó uống rượu xong rồi đó không có làm chủ được chính vị đó, rồi xong đó vị đó say rượu nè, rồi nó có những hành động tiếp theo là
giận dữ, đỏ mặt. Rồi sau đó ai đứng gần mình á, đứng gần vị đó đó, mà nói ông làm gì, chẳng hạn như bà xã hay là mấy đứa con á, nó ba, nếu mà mấy đứa con nó ba làm gì mà uống rượu cả ngày đó ba. Cái ông nghe như vậy cái ông nổi giận lên, ông nói tao nào uống rượu ba say rượu cả ngày, nói tao làm gì say rượu, bởi vì rượu nó say chứ tao đâu có say. Đó, bởi vì do cái uống rượu á, nó bị đó không làm chủ được thân tâm, rồi bắt đầu cái đánh và chửi con cái của mình, chửi cái người xung quanh. Thì lúc đó cái sau khi mà cái rượu, cơn rượu nó hết rồi đó, thì chính cái vị đó nhận xét mình hôm qua uống rượu, ông nhận xét và cảm thấy xấu hổ, và tự mình có cái cảm giác xấu hổ. Thì lúc đó xấu hổ về ai, về chính mình, cái đó gọi là tàm tài. Bây giờ tới quý tài thì chúc cho thầy đưa cái quý và cái tàm tài thì đại chúng nắm thêm, hiểu thêm. Rồi bây giờ cái thứ tư, the well of sense, of sense with other people, of the badana, filling the same of other people is the noble treasure for an wholesome thing that we cause to other people. For example, a person take what is not given, though who foul and say, foul, yeah. Cái này chữ fire thì nó đúng hơn nha, không đi gì ha, fire and say he is a thief, he feel that their words are very correct and felt a sense of themselves. Thì cái quý tài là gì, là có cái cảm giác về xấu hổ với người khác, ví dụ như là cảm giác có cái cảm giác xấu hổ về người khác là cái tài sản cao quý, về cái những cái hành động bất thiện mà do chúng ta gây ra người khác, ví dụ như là một người mà lấy của không cho, mà cái người khác đó mà phát hiện, những ai hay là người khác được phát hiện và nói rằng cái vị đó đó là một kẻ ăn cắp, thì anh ta tức là cái người ăn cắp á, anh ta cảm thấy rằng cái lời nói của họ rất là đúng và có cảm giác xấu hổ về chính họ, chính cho những cái người nói họ đó, cho những cái người nào mà chỉ trích họ đó. Thì ở đây trong trường hợp này á, quý vị thấy cái người mà có tu có học và có cái cảm giác xấu hổ thì mới nhận diện được, mới biết được là cái quý tài. Thì thường thường á, cái người mà không có tu á, trong trường hợp này mà ai mà nói là coi chừng á nha, ví dụ rất là trở ngại đó, ai mà nói cái là cự liền, nói sao tôi là ở trong cái xóm này, tôi là trong cái thành phố này là tôi số 1, lâu lâu tôi uống chút rượu hay lâu lâu tôi cấp ăn cắp cái đồ quý không có ai thấy á, tôi giả đò tôi lấy tôi bỏ ông giỏ chứ, quý vị thấy không, tôi giả đò tôi lấy tôi bỏ ông giỏ, cái nhỏ nhỏ đó lấy bỏ ông giỏ, nhưng mà tôi thử coi có ai thấy không, mà nếu mà không ai thấy thì tôi im re luôn. mà có ai thấy tôi, mình mới nói không ai thấy thì tôi bỏ trong giỏ luôn, còn có ai thấy tôi im re luôn. Mà khi mà im re là chứng tỏ là mình lấy mà không ai thấy, nhưng mà khi mà cái người xung quanh mà phát hiện được á, thì lo nói mình á, nói với người đó, thì lúc đó cái họ cảm thấy cái hành động ăn trộm ăn cắp rất là xấu hổ, rồi từ đó cái họ mới cái cảm giác xấu hổ về những người xung quanh. Thì cái đó là quý tài, cái tàm và cái quý á, cho nên mấy cô mà có cái tính cách mà giáo dục á, mà nói cái người đối phương á, nói bạn á, sống trên cõi đời này không biết tàm không biết quý là gì hết, cái người mà không học âm Hán Việt á, không có học âm Hán Việt á, nói ông nói tàm với quý tôi chả biết, tự vì âm Hán Việt tôi cũng không hiểu nữa. Thì bắt đầu mấy cô mới giải thích tàm có nghĩa là gì, là xấu hổ chính mình, quý là xấu hổ người khác. Thì lúc đó phân tích vậy rất là rõ. Cô Dự Tý nắm được cái ý, hai cái ý này, để mai mốt chuyển ngữ tiếng Mỹ cho bà con xung quanh ngán chơi. Còn anh Tâm Phương anh nói chứ học âm Hán Việt nhiều khi khó giải thích lắm, nhưng mà nghe thì nghe chứ âm Hán Việt đã tiếng Việt rồi mà bây giờ âm Hán Việt phạn nữa, còn cũng bó tay luôn. Còn
Còn cô Từ Bi là cô Diệu Thành nha. Cái chữ tàm quý thì hai cô cố gắng, sau này mấy cô mà giáo dục người khác á, mấy người mà xung quanh á, nói cái ông đó hay cái bà đó hay cái chị đó không biết tàm quý là gì hết, thì nhớ chữ tàm có nghĩa là gì, thì mình phải giải thích tàm có nghĩa là gì. Tự mình xấu hổ mình gọi là tàm. Quý có nghĩa gì, là mình xấu hổ những cái gì mà người ta chỉ trích mình là quý. Nói gì là mấy cô dịch được à, chứ còn nói chứ học Phật nghe nó học cái lớp trên Zoom á, Dharma class rất là hay, mà bây giờ hỏi tàm quý là gì, nó dạ để tôi gọi điện thoại cho thầy Đường Sĩ rồi, hay là gọi điện thoại cho anh Tâm Phương thôi. Anh Tâm Phương nói chứ mấy cái chữ âm hán Việt Phạn này thôi tôi bó tay luôn á. Đó thì cô Diệu Thúy nắm được cái ý này, chuyển ngữ cho nó đúng, bởi vì âm hán Việt nó lọt vào đó cũng khó. Tiếng Việt mình không có lọc tả được cái này, cho nên mình có học rồi mình giải thích mình mới hiểu được. Rồi chứ tàm quý đại chúng nắm được cái ý đó phải không? Mai mốt mà hỏi tàm quý nghĩa là gì cái là lúc đó không rõ cái là kẹt à. Rồi bây giờ đại chúng đã qua rồi, giờ cái thứ đó là it is a well of sense of sense with other people, đó là quý tài nha. Tài sản của người đó là quý tài. Rồi cái thứ năm là the well of hearing listening sutta dhamma extensively learning and widely understanding the dhamma are the noble treasure for those who practice Buddhist study diligently and mindfully. Cái thứ năm là gì, là văn tài. Văn tài mình có thể dùng hearing hay listening tùy theo mình dùng. Là cái người văn tài là gì, là nghe nhiều, extensively tức là nghe rộng đó, nghe nhiều, mình nghĩa là nghe nhiều cũng được, và hiểu rộng, widely là understanding, nghe nhiều và học rộng hiểu nhiều. Nghĩa là gì, học rộng hiểu nhiều pháp và chánh pháp đó là những cái tài sản cao thượng cao quý cho những ai mà học Phật học tinh chuyên và chánh niệm, tức là siêng năng và chánh niệm. Rồi cái thứ sáu, cái thứ sáu là gì, the well of giving and chakra dana in all kind of giving dharma, giving is a noblest treasure that have people clearly understand, recognize and transform their real avarice and stinginess. Rồi cái thứ sáu là gì, là khí tài. Mà trong tất cả các loại bố thí đó, trong tất cả các loại bố thí, pháp thí, dhamma giving tức là pháp thí, là cái tài sản cao thượng nhất. Chữ đây là chữ cao thượng nha quý vị, so sánh nhất nè, superlative comparison đó, tức là so sánh nhất. Có thể giúp cái người hành giả, giúp cho mọi người hiểu rõ và nhận diện và chuyển hóa được cái tánh tham, tánh tham lam và bụng xỉn. Bởi vì nếu mà mình nói là cái tài nó có ba loại, thí tài nó có ba loại là tài thí, vật thí và vô ý thí, và có cái cuối cùng nữa là pháp thí. Mà trong tất cả cái bố thí đó, cái tài thí là thí, bố thí vật chất. Bởi vì mấy cô mà đi làm từ thiện đó, quý Phật tử mình đó, ai mà có cái tâm mà đi làm từ thiện giúp cho người nghèo, gia đình nghèo, sinh viên nghèo á, mà mình cho tiền không à, cho đồ ăn không à, thì họ ăn á, bữa nay qua bữa mai hay là tuần sau là tất cả những gì họ tài vật chất á, nó đi du lịch hết rồi. Nhưng mà ở đây á, trong tất cả các loại bố thí Đức Phật dạy á, là pháp thí, thì quý cô có thể mua cái băng, mua cái DVD, cái đĩa DVD, hoặc là bây giờ quý cô có thể mua cuốn sách Phật Pháp, Đức Phật và Phật Pháp, hay là Trái Tim của Phật, thì quý vị tặng cho họ, thì hay là cuốn kinh thì cho họ, họ dùng cái tiền tài, cái vật chất rồi, nhưng mà đồng thời họ nghe cái băng giảng, băng tụng kinh thì họ hiểu được. Cho nên pháp thí để họ tu. Pháp thí nó có nhiều loại, quý vị có thể tặng cái cuốn sách kinh, hay là cái máy mà nó có
có cái MP3 đó, nó có nhiều cái bài giảng, nhiều cái bài tụng kinh đó, quý Phật tử mình mua cái đó tặng cho họ thì cái đó nó hay hơn, nó ý nghĩa hơn. Chứ còn giúp cho họ 100, 200, 500 gì đó, rồi cái họ tiêu xài thời gian ngắn, họ ban đầu họ cảm ơn gia diết nhưng mà xong rồi cái tất cả nó quên hết, nó đi du lịch. Chỉ có pháp thí là lời dạy của Đức Phật, cái băng giảng là họ nghe được Phật pháp thì họ tu, họ học rồi họ chuyển hóa. Bởi vì pháp thí á, họ giúp cho họ, giúp cho cái người á, nghe, giúp cho cái người tu không hiểu được Phật pháp, rồi á, họ chuyển hóa cái tâm tham, tâm sân, tâm si của họ, nhận diện nó rồi chuyển hóa, rồi họ biết, rồi họ thấy được cái nhân quả, họ biết được cái vô thường, họ biết được cái chánh kiến, cái hiểu biết đúng, cái lời nói đúng và cái hành động đúng, rồi họ tu. Thì lúc đó cái bố thí pháp là quan trọng, cho nên quý Phật tử mình có thể mua những cái sách kinh hay cái máy nói hay là cái MP3, MP4 gì đó tặng cho họ thì đã ý nghĩa hơn. Dạ. Thì cái thứ 6 nhân, cái thứ 7. Rồi cái thứ 7 là gì? The World of the Wisdom Prajnadana. Prajnadana. Wisdom of Dhamma hearing, wisdom of Dhamma practice, and wisdom of Dhamma thinking are the noble treasure that help people understand deeply about core and effect, permanent, suffering, interdependent horizon, interdependent origination, and the noble eightfold path. Và cái cuối cùng là tuệ, huệ tài, trí huệ đó, là tài sản về trí huệ hay là huệ tài. Huệ tài nó có gồm cái gì là văn huệ, văn huệ, tu huệ và tư huệ. Văn tu tư á, mình nói gì đó, văn tu tư mà mình thêm chữ wisdom là văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ, là những tài sản cao thượng có thể giúp cho con người, giúp cho hành giả, giúp cho chúng ta hiểu được sâu về cái nhân quả nè, hiểu được vô thường nè, khổ nè, duyên khởi nè, duyên sinh nè, và bát chánh đạo. Con đường có 8 cái phương pháp tu tập gọi là bát chánh đạo. Anh Tâm Phương nhớ nha, bát chánh đạo là gì thì mình nói con đường có 8 phương pháp tu tập gọi là bát chánh đạo. Rồi như vậy chúng ta học 7 tài sản của bậc chân nhân, chúng ta thấy nhớ chưa? Thì 7 cái tài sản á, quý vị cứ nhớ tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài và tuệ tài đó. Thì mình cứ nhớ tiếng Việt vậy á, rồi bắt đầu cái mình nếu mà nhớ tiếng Mỹ thêm thì quý vị cứ nói tiếng Mỹ. The well number one là the well of confidence, number two the well of virtue, number three the well of sense of the of same with oneself. Rồi number 4 là the well of sense of sense with other people. Rồi number 6 là the well of hearing. Và number 7 là the well of wisdom. Có 3 cái là wisdom of Dhamma hearing, wisdom of Dhamma practice, and wisdom of Dhamma thinking. Thì quý vị nhớ cái đó là đầy đủ cái 7 cái yếu tố thất thánh tài, 7 cái tài sản của Phật Thánh. Cô Dự Thí sau này giảng dạy nhớ cái trường hợp này. Thì cái mai mốt cái quý vị người ta hỏi chứ, nghe nói cái học cái lớp này 7 cái tài sản của Phật Thánh là gì? Thì quý vị cứ tưởng là nè, theo tôi nghĩ là kim cương nè, hột xoàn nè, ngọc nè, ngọc trai nè, rồi vàng nè, rồi xà cừ nè, san hô nè, mà não cũng là 7 cái, mà cái đó không phải đúng vậy. Đó là 7 tài sản của thế gian. Còn đối với mình á, 7 tài sản của bậc chân nhân, mà chân nhân ở đây là chỉ cho người hành giả ở đây là chỉ cho người có tu tập, 7 tài sản. Quý vị nhớ nha, để mai mốt cái hỏi chứ 7 tài sản của bậc chân nhân, 7 tài sản của bậc thánh là ai, là gì? Dạ, gọi điện thoại hỏi Tâm Phương, anh Tâm Phương nói chứ mấy cái ầm ăn việc tụi bó tay lùa. Rồi cái gọi tới cô anh Sister, anh Minh nói chứ cái đây là nghề của chàng rồi, please sit down.
ngồi xuống rồi bắt đầu tôi chỉ giải thích từng cái một cho nghe, thì lúc đó được. Chứ mà nếu mà không nghe là bữa sau á, là luộc bắp là chắc chắn là ăn không kêu á. mấy cô, mấy Phật tử mình có nghe cái vụ mà bánh tráng, ăn bánh tráng không kêu không? Thầy kể cho quý vị cho nó vui. Lúc bây giờ có hai người bạn đạo đó, thầy với một cái người đó, một cái người bạn đạo nữa, mà lúc đó cái hai cái vị đó cá với nhau đó, nói giờ tôi nói thật á, bánh tráng mà bạn làm sao ra nướng không giờ ngon lành nha. Mà đó hồi xưa mà ở Việt Nam mà bánh tráng gạo đó, quý Phật tử thấy bánh tráng gạo không, rồi cứ bỏ chút đường mặt lên đó, hồi xưa thì thích lắm, chứ giờ thì thấy đường hơi bó tay chấm cơm rồi. Cái bắt đầu cái mình mới đố nó chứ bây giờ đố bạn á, bánh tráng này á tôi không có nhúng nước, nhưng mà tôi nói thật á, bạn cứ nhìn tôi nha, nhưng mà tôi ăn cái bánh tráng này tôi ăn không kêu. Nói chứ giỡn không á, bánh tráng nhúng nước nó mới kêu, nó mới không kêu chứ. Còn này á, nhưng mà tôi nói bạn á, khi nào mà tôi cho bạn lên tiếng thì bạn mới lên tiếng nha. Ví dụ bánh tráng mình là mình ăn khoảng chừng 5 phút thì mình nói 6 phút bạn lên tiếng. Cái mình ăn rấu cái ông lấy cái máy MP3 á, cái recorder á, ông thâu vô cái đổi cái tới phút thứ 6 cái thì nó ra. Rồi bây giờ cho bạn phát biểu ý kiến. Cái ông mở cái máy MP3 lên á, cái máy recorder đó, máy ghi âm á, mở lên cái nè. Bạn ăn nó kêu rấu, tôi mở cho bạn nghe. Cái nó không, ăn không kêu có nghĩa là gì? Là tôi ăn xong rồi á, tôi không có mời á, gọi là ăn không kêu. Ăn mà ăn ngon quá là không có kêu. Như vậy tôi thua bạn một tí cho nên tôi thèm mà tôi không dám nói. Bánh ăn không kêu á. Mình nói theo giỡn á, bánh ăn không có mời á. Nó mình tới chừng này mới học lớp 13 rồi mà không hiểu, chậm hiểu quá. Làm tôi bữa nay không ăn được bánh tráng. Rồi bây giờ tiếp theo. Lâu lâu kể chuyện vui cho đại chúng nghe vui nha. Tiếp theo nè, bây giờ tới cái phần mới. Phần mới nha. Phần mới, bữa học cái phần ôn lại, bữa nay học phần mới, đại chúng nhắm thêm. Rồi bây giờ là cái gì? F, letter F, F, tức là cái chữ F nha. Seven steps walking on the lotus represent music notes with the seven syllables. Và bảy cái bước chân á, đi bảy bước hoa sen á, tượng trưng cho bảy nốt nhạc, cho cái nốt nhạc nha quý vị. Music notes tức là nốt nhạc với bảy cái gì, bảy cái vần, bảy syllables, syllables tức là bảy cái vần. Vần đó là gì? Number one là đồ, thôi mình lấy cho nó rõ luôn. Number two là re. Number three là mi. Number four là fa. Number five là son. Number six là la. Number seven là si. Cái phần này là cô Hạnh Minh cô rất là giỏi và cô học thuộc. Đồ re mi fa son la si. Đồ re mi fa son la si. Rồi ai có muốn cô Tư Bị Lạc có muốn học nhạc thì biên nhanh vô chứ để phần này không kịp. Hay mình nói là mi fa son la si do re. Son la si do re mi fa. Cái phần này là cái đây là do major tức là do trưởng. Re major là re trưởng. Em major là em trưởng. Fa major là fa trưởng. So major là fa trưởng. So trưởng. La major là trưởng. Si major là si trưởng. Do re mi fa son la si, cả bảy nốt nhạc nhiều khi mình học không có rõ, không có nắm vững cái này, quý vị thân. Cái phần này cô Anh Minh có ruột, có bữa nào cô mở lớp nhạc, cô dạy cho bà con mình. Do re mi fa son la si. Cho nhìn thoảng mình không có thuộc, nhưng mà nhờ cái nốt nhạc này, nhất là mấy trẻ em học thuộc cái nó quấn nhạc hay lắm. Còn mình thuộc chứ mình quấn mà thay vì cái tay mình thường ta nói quấn cái chừng hai ngón là được, rồi mình vớt tới 10 ngón luôn, nó nào mình cũng chơi được hết. Mà thật ra là bảy cái nốt nhạc này á, cái nốt này học thuộc rồi đó là nó tạo ra cái bài hát, nhưng mà mình cái người chuyên nghiệp á thì biết rất là nhanh,
Còn mình thì học, mình chỉ biết lý thuyết thôi, chứ còn mình không biết. Như vậy chúng ta thấy là bảy cái bước chân đi của Đức Phật đó là tượng trưng bảy hoa sen, trên bảy hoa sen là tượng trưng cho bảy cái nốt nhạc nữa. Ở bữa trước là mình học những cái về văn học, bây giờ tiếp theo là cái nốt nhạc, là bảy cái nốt nhạc. Quý vị thấy cái con số hoàn hảo là vậy đó, the perfect, the seven, number seven is the perfect number, tức là con số hoàn hảo. Rồi quý vị ai chưa kia ghi kịp thì cứ ghi nha. 1 2 3 4 5 6 7, do re mi fa sol la si, mi fa sol la si do re. Rồi bảy cái nốt nhạc để chúng ghi cho kịp, ai chưa kịp thì cứ ghi tiếp. Bây giờ thầy lướt qua bài khác nha. Như vậy cái phần letter, cái chữ F á, là bảy bước chân, là bảy cái nốt nhạc nha quý vị ha, bảy vần. Rồi tiếp nè, bây giờ cái phần R, phần này là đặc biệt và nhấn mạnh trong cái quá trình giảng dạy. Seven step walking on the seven lotus flower represent time and space existing in the universal, the time have three, the past, the present and the future. The past had four, the east, the west, the south and the north. Rồi bảy cái bước chân á, đi bảy bước hoa sen á, tượng trưng cho thời gian và không gian. Thời gian, time and space là không gian. Cái này rất là quan trọng. Cái phần này trong cái buổi giảng pháp thoại, trong cái Phật đản á, thường thường á là mình nhấn cái mạnh chỗ này nhiều hơn, bởi vì mấy cái kia thì lý thuyết nhiều, chứ còn cái này là mới đi trọng tâm. Bảy cái bước, bảy bước chân trên bảy hoa sen, tượng trưng cho thời gian và không gian tồn tại trong vũ trụ, existing in the universe, tồn tại trong vũ trụ. Vũ trụ thời gian có mấy? Thời gian có ba, là cái đó là gì? Là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và không gian, space là gì? Là không gian, đây là thời gian, time là thời gian. Không gian là có bốn nha quý vị ha, là phương đông, đó là phương tây, phương nam và phương bắc. Rồi phương đông, tây, nam và bắc. Như vậy cái phần này thầy mời cho đại chúng học thuộc cái phần này, thì mai mốt người ta hỏi chứ. Trong những cái ví dụ đó, bảy bước chân trên bảy hoa sen, bảy bước chân trên bảy bước hoa sen, có cái phần là thời gian, nó có nghĩa là thời gian và không gian, tượng trưng cho thời gian và không gian. Thời gian có ba là quá khứ, hiện tại và vị lai, hay là hôm qua, hôm nay và ngày mai. Và không gian là tượng trưng cho, chỉ cho phương đông, phương tây, phương nam và phương bắc, là bốn phương chính đó. Rồi quý vị nắm được cái ý đó phải không? Rồi bây giờ mời đại chúng chúng ta tiếp tục. Cô Dư Thí, anh Tâm Phương, cô Từ Vi Lạc, cô Dư Thành và Sister Hành Minh nắm cái ý này bài mốt. Người ta kêu nghe nói bạn đã tốt nghiệp cái lớp học về mà bảy cái bước chân trên bảy cái hoa sen của Đức Phật tượng trưng cho cái gì đó, thời gian không gian. Thì lúc đó quý vị giải thích rõ là cái gì, chứ mà buổi trưa là đi tới chùa nào đó buổi trưa là cho ăn miễn phí là cái chắc. Chứ còn bây là nếu mà trả lời đúng nữa là cho người ta mời thêm ở lại ăn thêm buổi chiều nữa là rất là tốt. Rồi bây giờ mời đại chúng chúng ta tiếp tục nha. Rồi bây giờ phần này tiếp. Rồi throughout the time and space for more than 26 centuries for the powerful vow of saving living beings, sentient beings, the Buddha appeared to be born in the world. The characteristic of Buddhism had never been a religious war, religion, including religion born in Vietnam, had never had a religious war. Phần này rất là quan trọng nha quý vị ha. Xuyên qua thời gian và không gian, hơn xuyên suốt, throughout là xuyên suốt, xuyên suốt thời gian và không gian hơn 26 thế kỷ qua, 26 thế kỷ qua, bởi vì Đức Phật ra đời tới nay là 2646, bây giờ nó là hơn
26 thế kỷ qua. Vì, for đây á, trường hợp này là vì. Vì cái gì? Vì nguyện lực. Powerful vow là vì nguyện lực. Cứu độ chúng sinh, chúng hữu tình á, thì Đức Phật á, xuất hiện ở đời, xuất hiện ở cõi đời này. Những cái đặc tính trong đạo Phật á, là không bao giờ, quý vị nhớ là have never been a religious war, không bao giờ có một chiến tranh tôn giáo. Đạo Phật là nó mạnh gì vậy? Trong khi đó, tôn giáo thế giới, tôn giáo thế giới, mình chút mình phân tích sau, gồm có những cái tôn giáo ở địa, được sản sinh hay là được phát sinh ở tại Việt Nam thì đã từng có chiến tranh tôn giáo. Tôn giáo thế giới đó gì? Quý vị nhớ là trong đó là những cái tôn giáo là Hồi giáo nè, rồi Kitô giáo nè, rồi Tin Lành nè, rồi đạo ở những cái đạo tôn giáo ở Việt Nam sản sinh từ đạo Hòa Hảo nè, đạo Việt Nam, đạo Hòa Hảo, đạo Dừa nè, vân vân. Thì tất cả những tôn giáo, kể cả tôn giáo họ sản sinh tức là xuất phát từ Việt Nam đều có chiến tranh tôn giáo. Vì nhớ cái vấn đề đó. Nhưng mà riêng Phật giáo á, hơn 26 thế kỷ qua, vượt qua thời gian và không gian, đạo Phật không bao giờ có một chiến tranh tôn giáo. Đại chúng, mỗi chúng ta là một hành giả, nhấn mạnh chỗ này. Mai mốt quý vị nhớ, người ta hỏi đặc tính của đạo Phật trong ngày Phật đản là gì, chúng ta nhớ cái phần này để giảng dạy, chứ mai mốt mà gọi điện thoại hỏi thầy cái là lúc đó nó chậm trễ rồi. Mình phải nhấn mạnh nè, đặc biệt của đạo Phật trong cái thời gian mà Phật ra đời đó, cái đặc điểm đặc thù của đạo Phật đó là tôn giáo, nhất là Phật giáo. Phật giáo là một con đường hòa bình, là xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Quý vị có thể đánh trong Google, tìm trong Google nó là chiến tranh tôn giáo, thì trong đó Phật giáo không bao giờ có một cái xảy ra một chiến tranh tôn giáo. Quý vị nhớ và giải thích như vậy đó là các bạn đạo ta ngán liền. Buddhism have never had religious war, không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Mà các tôn giáo khác ở trên thế giới other reason in the world, tức là các tôn giáo khác ở trên thế giới, kể cả cái tôn giáo ở Việt Nam, tôn giáo được sản sinh ở Việt Nam, hay là local religion in Vietnam, là cái tôn giáo địa phương ở Việt Nam, đều có chiến tranh tôn giáo. Quý vị giải thích giùm cho thầy. Mai mốt mà tới cái mùa Phật đản đó, ví dụ nhiều khi á, thầy bận không có làm được, thì mời anh Tâm Phương nè, anh mời anh nói cái đặc thù của Phật giáo trong cái mùa Phật đản là gì. Anh mới nói chứ tôi có ý kiến. Giơ tay lên, giơ tay phải, giơ tay trái chứ. Còn cô Dư Thí á, với cô Từ Bi Lạc, cô Dư Thành á, giơ tay phải nữa. Bắt đầu nói chứ đạo Phật nói cùng lúc luôn, nó nhấn mạnh Phật giáo là con đường hòa bình, xưa và nay không có chiến tranh tôn giáo. Tôi khẳng định, giơ hai chúng tôi đại diện nam và nữ, giơ hai tay cho mạnh, không có chiến tranh tôn giáo. Nhưng mà tôn giáo ở thế giới, mình nói gì ta hiểu à, và kể cả tôn giáo địa phương đều có chiến tranh tôn giáo. Vì vậy cái nghe là trước năm 75 đó, mấy ngày mà đi tỉnh miền Tây đó, mà đi ban đêm mà quá 9 giờ, trước 9 giờ 9 giờ đêm á, thì đi về tới trú xứ ngủ thì được, cái chùa nào đó ngủ được, chứ mà đi lạng quạng ra đường hay đi đâu đó là các tôn giáo ở địa phương á, đạo ở miền Tây đó, là họ bắt họ bỏ trong bao. Bỏ trong bao là quý vị chắc có lẽ là có người nghe có người không, bắt bỏ trong bao, người ta kêu là cho mò tôm á, cho mò cá, bỏ trong bao rồi nhận xuống nước cho ông sư đó hay bà sư đó cho đi du lịch luôn. quý vị có nghe, nếu mà quý vị mà ở miền Tây quý vị biết. Cho nên á, trước 9 giờ là cái đoàn Hoàng Dương Chánh Pháp là phải đi về lại trú xứ liền, chứ còn đi lễ tẻ là thấy ông sư bà sư cái là bắt bỏ trong bao cái cho cột lại bỏ dưới nước cho mò tôm. Tối nay ông sư nhà mình mò tôm chắc chắn là có con tôm thiệt to. Đó quý vị không, cho nên quý vị thấy á, là mình á, học ở chỗ này, quý vị nhấn mạnh chỗ này là quý vị tự hào lắm. Đạo Phật không bao giờ có chiến tranh tôn giáo, quý vị nhấn vậy đó. Thì chắc chắn là bữa sau mà những cái vị giảng sư nào mà giảng hay có bận là mời đại chúng mà lên nói câu này á,
Cái gì chứ cô vừa thấy nó chứ cái lớp yoga và nói về cái đặc thù của đạo Phật trong nguồn Phật đảng á, tôi cây kia đi. Cái đó nói được rẹt rẹt giống như là ăn mê ấy. Là bà con nghe ngán liền. Thì nói gì cho đại chúng nhấn mạnh để cho đại chúng biết. Rồi giờ phần này đặc thù của đạo Phật rồi không, bây giờ tiếp nè. Buddhism is the king, Buddha is the king, is the king. King mà thầy viết khoa là chúng ta là rất là đặc biệt. Is the king of this, his disciple are the messenger of this. The Buddha and his disciple all together taught this to the world in the spirit of compassion and non-violent. Chữ non-violent nhớ, quý vị nhớ chữ himsa là bạo động, mà ai himsa sa bữa thầy nói tiếng Phạn, tiếng Pali á, chữ a có nghĩa là no, non, not và less là không á, là phi là không. Ahimsa là bất bạo động, là no, non, not, quý vị nhớ nha. Đức Phật là vị vua hòa bình, king of peace. Đệ tử của Đức Phật là những vị sứ giả của hòa bình. His disciples are the messenger of peace. Và Đức Phật và các hàng đệ tử cùng nhau giảng dạy hòa bình cho đời. To the world tức là cho đời, nha mấy em. Cho thế giới cũng được mà cho đời cũng được. Trong tinh thần từ bi và bất bạo động. Quý vị nhớ phần này cho thầy. Bài mốt mà nói cái đặc thù này, quý vị nhấn mạnh về cái yếu tố Đức Phật là một vị vua hòa bình, nói liền. Nếu mà người Việt thì nói tiếng Mỹ, mà người Mỹ thì nói tiếng Việt để người ta cùng hiểu. Đó, Đức Phật là vị vua hòa bình. Chánh pháp của Đức Phật, quý vị cũng nói thêm, chánh pháp Đức Phật là chánh pháp của hòa bình. Tất cả tôn giáo khi mà nói giảng dạy hòa bình, họ nói tôn giáo của tôi cũng là hòa bình. Hòa bình, mình không có tin. Mình nói bạn nói thì tôi ghi nhận, nhưng mà bạn search trong Google á, ngày nay á, nó rõ như ban ngày. Hồi xưa thì giấu giếm chứ ngày nay rất là rõ. Bây giờ không có giấu giếm nữa, đánh trong Google tôn giáo hòa bình, tôn giáo chiến tranh tôn giáo. Tại vì biết hết tất cả. Quý vị nói là Đức Phật là vị vua hòa bình, chánh pháp của Đức Phật là chánh pháp của hòa bình. Và tăng đoàn của đệ tử Đức Phật gồm có xuất gia nam, có xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ là những vị sứ giả hòa bình. Đức Phật và các vị đệ tử là những vị đi giảng dạy, đi chỗ này chỗ kia, đi nhiều nơi khác nhau và giảng dạy hòa bình cho đời. Xưa và nay đạo Phật không có tôn chiến tranh tôn giáo. Quý vị nhớ những cái đặc thù của đó, vậy là quý vị ăn khách hiểu được như vậy quý vị rất là vui. Ý nghĩa bữa nay hiểu được cái yếu tố then chốt là rất là hay. Dạ cô Dư Thí có giơ tay, mời cô Dư Thí. Dạ thưa thầy, khi mà nói tới mà chiến tranh và hòa bình như vậy thì con lại nghĩ tới cái hồi mà năm ở Việt Nam, hồi năm hình như là năm 63 đó thưa thầy. Thì thầy Thích Quảng Đức có tự thiêu vì cái đàn áp tôn giáo. Thì cái đó có phải là chiến tranh mà trong một nước không thưa thầy? Cái sự đàn áp đó có phải là chiến tranh hay không? Bởi vì cảm ơn cô Như Thế hỏi. bởi vì năm 63 đó, đối với cái tinh thần của vua Asoka đó, vua Dục đó, là vua Asoka mặc dầu ủng hộ Phật giáo nhưng mà không bao giờ có cái tinh thần là đàn áp các tôn giáo khác. Cho nên đó, nếu mà theo cái tinh thần của vua Asoka đó là thế giới được hòa bình hay gì đó, tất cả các tôn giáo chứ không phải là Phật giáo. Bởi vì anh muốn đạo của anh á, bởi vì lúc đó ông Diệm đó, ông đó là ổng là vốn của ổng là Phật giáo, mà sau khi ổng lên ngôi, ổng lên vua làm tổng thống, rồi theo cái bà vợ rồi mấy ông em ông anh bắt đầu cái gia đình ổng bỏ Phật giáo theo bên Kitô giáo. Chứ đúng ra là theo cái tinh thần của vua Asoka đó, ủng hộ tôn giáo của mình nhưng mà không bao giờ đàn áp các tôn giáo khác. Thì thời đó
muốn cho năm số 3 đây về xử xíu, muốn cho năm số 3 mà các ở bên Roma đó, tức là bên bên Vatican á, họ muốn là sao? Họ muốn cho cái đất nước Việt Nam có một vị hồng y. Hồng y là cái vị mà đội mũ đỏ, gọi là hồng y, hồng là đỏ. Hồng y á, thì lúc đó là trong cái ngày lễ Phật đản á, là trong cái ngày đó là không thấy cái cờ Phật giáo treo và không thấy lễ Phật đản, thì lúc đó cái anh mới được lên, cái vị em hay anh của vị tổng thống Diệm đó mới lên được lên hồng y. Mà chúng tôi giám sát, mà nếu mà có cờ Phật giáo tất cả nơi nơi đều phất bay phất phới hết đó, như vậy á, là vẫn còn là một cái tôn giáo gốc ở địa phương, như vậy bạn chưa được lên hồng y. Thì mấy ông em, mấy anh em của ông tổng thống Diệm đó muốn lên hồng y, cho nên bằng cách là đàn áp rồi đè bẹp những tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Mà Phật giáo là một cái tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Phật giáo có mặt coi như là lâu đời, cách đây đó là hơn 2.000 năm ở tại đất nước Việt Nam. Từ khi mà Đức Phật ra đời sau vài trăm năm thì được vua Asoka gửi đi đường thủy, đi chèo thuyền đó, và gửi đi đường bộ là đi từ cái hướng Tây Tạng, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản qua Việt Nam là hai hướng. Thì lúc đó Đạo Phật có mặt ở Việt Nam là hơn 2.000 năm rồi. Cho nên cái dòng máu của người Việt Nam mình mặc dầu đạo ông bà, nhưng mà khi mà cúng người ta cũng vái là, người ta cũng là thầm tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật, người ta cũng là Đạo Phật rồi. Còn nhưng mà khi mà Kitô giáo đô hộ Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 17, từ khi mà Pháp xâm nhập vào, thì lúc đó họ đi truyền đạo. Quý vị nhớ học lại lịch sử quý vị biết, bởi vì cô Dự Thí nói mới chia sẻ một xíu cho để mình không có nói cái vấn đề này. Bởi vì các tôn giáo ngoại lai đi sâu vào, đi truyền vào Việt Nam, tất cả những tôn giáo nào cũng vậy, truyền bằng cái vũ khí bạo động. Các nhà sư Phật giáo đi trên đường thủy thì có nhà sư là con buôn rất là yên tâm, tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện cho chuyến đi, đi tới nơi về tới chốn. Còn đi đường bộ, đi trên xe, thời đó thì không có máy bay, thì đi trên xe rất có, thế kỷ 17 có thể có. Thì nếu mà vậy là thỉnh nhà sư đi thì cũng cầu nguyện cho chuyến bay hay chuyến xe đi tới nơi về tới chốn bình an, không có bao giờ truyền đạo bằng bạo động, bằng gót giày xong lắm. Còn thế kỷ thứ 17 đó, Pháp đô hộ Việt Nam, thì lúc đó, thời đó thì quý vị biết đó là họ đi truyền đạo thì ông cha hay ông mục sư, ông linh mục đi trước, thì trong đó có những tin tức là những cái hoa quả, mình nói cho nó tránh cái từ vũ khí thôi, hoa quả đi theo sau, thì lúc đó nó đàn áp những cái dân đó, dân địa phương mà không theo họ thì họ mần liền, cho nên nó rất là bạo động bằng cái vũ khí, cho nên nó chiến tranh, họ truyền đạo, nhưng mà bên cạnh đó không theo tôi là tôi mần. Bây giờ xuyên qua cái lịch sử gần nhất là năm 63 đó, thì muốn cho anh em họ ở Việt Nam được có một cái ông hồng y, cho nên nó bằng cách là mần hết những cái người Phật giáo, trong đó là ngày đại lễ Phật đản không cho treo cờ, ai chấp nhận được, bởi vì tôn giáo địa phương mà giáo gì, thì họ mới không chấp nhận cho Phật giáo treo cờ, mới có cái sự mà đàn áp Phật giáo đó. Rồi bắt đầu cái là quý ông quý ngài mới đưa ra nhiều cái yếu tố, trong đó có một yếu tố là bình đẳng tôn giáo, ủng hộ tôn giáo đó thì rất là tốt, nhưng mà đừng có đàn áp những cái tôn giáo gốc địa phương ở đó, bởi vì anh muốn cái tôn giáo của anh phát triển, đồng thời anh đừng có đàn áp tôn giáo xung quanh. Cho nên đó, họ đi sai đường, họ muốn tôn giáo của họ phát triển là đạo Kitô giáo, nhưng mà đồng thời xung quanh đó họ mần những cái người đạo ông bà, rồi đạo gốc hoặc là đạo Phật. Cho nên vì lý do đó, cho nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Thầy, vị Sư Cô, trong đó có quý Phật tử mới tự thiêu, mà cái người nổi bật nhất là Bồ Tát Thích Quang Đức. Cho nên trường hợp đó là họ đi sai đường rầy. Anh muốn tôn giáo của mình phát triển, tôn giáo của anh là tôn giáo sau này, thế kỷ thứ 17, khoảng chừng vài thế kỷ đổ lại đây thôi. Nhưng mà muốn phát triển tôn giáo đó thì đồng thời là nhớ rằng đừng bao giờ đàn áp với tôn giáo người khác. Mà anh đàn áp với tôn giáo người khác, trong đó có Phật giáo, là anh sẽ hỏng liền. Không những cho cái tôn giáo của anh mà hỏng cho
chính thể lúc bây giờ liền. Đó quý vị thấy không? Từ tháng đầu đầu năm 63 tới khoảng chừng gần cuối năm 63, khoảng tháng 10, tháng 11 gì đó là cái lịch sử nó sang trang liền. Do đó ông muốn nâng cái tôn giáo của mình phát triển, phải nhớ rằng đừng bao giờ đàn áp những cái tôn giáo khác. Muốn nhà mình ăn ngon ngủ ngon, có đầy đủ phương tiện, thì nhớ rằng mình không ủng hộ mấy người khác, nhưng mà đồng thời mình đừng có bao giờ đè bẹp những cái tôn giáo bạn. Đó là một cái hướng mà họ đi bị sai, lệch đường, cho nên từ đó mới năm 63 mới có được thế giới biết về Phật giáo và lịch sử Phật giáo Việt Nam rất là nhiều. Quý vị biết thầy đi hoằng pháp mà mấy vị sư các nước, mấy sư thầy đó các nước mà nghe nói tới Bồ Tát Thích Quảng Đức, cái người mà ví dụ mình nói ví dụ nha, lấy cây nhang mà cầm trên ngón tay đó, nó nắm cái là họ thổi liền. Nhưng mà cái đây Bồ Tát được tắm xăng nè, rồi xong bông gòn bó xung quanh. Nhưng mà quý vị thấy cái hình không, ngồi yên nhập định á, ngồi yên cháy không có gì trở ngại hết. Đó là người có định đó, thì để nói lên cái tinh thần bất bạo động của Phật giáo là ahimsa, là cái chỗ này. Cho nên đạo Phật không bao giờ chiến tranh tôn giáo, được thế giới và nói chung và được tất cả những cái tôn giáo địa phương người ta quy kính cái chỗ này. Cho nên cái tinh thần Phật giáo là không bạo động. Bởi vì muốn anh phát triển thì tôi cũng phát triển, nhưng mà anh muốn phát triển hơn, nhưng mà đừng bao giờ mà đàn áp những cái tôn giáo xung quanh. Thì mình cũng vậy, gia đình mình muốn phát triển, hàng xóm muốn phát triển, nhưng mà nhớ đừng có đem cái những gì mình có quấn cái hàng xóm khác, hay là quốc gia mình nó giàu có, nhưng mà nhớ rằng đừng có quấn cái quốc gia khác. Anh làm như vậy trật đường rày rồi đó. Thì cái tinh thần của đạo Phật thì mình được như vậy đó, là mình cái đó là cái sức mạnh của Phật giáo, là bất bạo động, là ahimsa. Thì cô Dự Thí nói câu đó thì vấn đề nó liên quan tôn giáo. Sư phụ có thâu chưa? Có thâu Faston thì nó có đầy đủ cái thông tin đó. Thì cái câu hỏi của cô Dự Thí nó bao gồm về tôn giáo nè, về sử học nè, về chính trị nè, về quốc gia nè, vân vân. Nhưng mà cái thời đó thì mình là người sau này, mình chỉ học sử mình biết thôi, chứ còn mà không phải cái người thời cuộc lúc bây giờ. Chẳng như là quý ông quý ngài mà tuổi cái chừng đó, như cô Từ Bội Lạc, mà nếu là cái người Phật tử, người tu thời đó đó có thể biết, còn người cư sĩ mình thì xảy ra vậy chứ cũng không biết lắm. Trong đó có người nữ cư sĩ chẳng hạn như là Yến Phi, chẳng hạn như là Quách Thị Trang, hay là người nổi bật nhất là Nhất Chi Mai, là sư tên của Sister Hạnh Minh đó, Nhất Chi Mai. Thì những cái người cư sĩ rất là nổi bật, nam cư sĩ, rồi trong đó có người tu xuất gia nam, xuất gia nữ đều ảnh hưởng trong cái thời cuộc lúc đó, là người mà đem cho chấn động cả thế giới, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Dạ, cảm ơn cô Dự Thí đã hỏi rồi chia sẻ một xíu nữa cho nó rộng thêm. Khi nào có liên quan cái đề tài về tôn giáo học, nhất là cái tôn giáo ra năm 63, thì lúc đó nó nhiều cái phần để chia sẻ thêm. Bây giờ mình chỉ học cái nội dung chính thôi nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục học cho nó hết cái đoạn này. Rồi quý vị nắm được ý rồi không? Bây giờ thầy chia sẻ nè. In the first ethical training, the message of their declaration of this, the Buddha had taught, do not kill oneself, do not tell others to kill living beings, and do not see people kill living beings that we gladly follow. Và quý vị nhớ cái phần này rất là hay đó quý vị. Cái điều đạo đức thứ nhất của Đạo Phật trong Đạo Phật cái bức thông điệp tuyên ngôn về hòa bình, nhớ quý vị ha. Cái điều đạo đức thứ nhất là cái bức thông điệp tuyên ngôn, declaration là tuyên ngôn về hòa bình. Đức Phật dạy nè, đừng có tự mình giết, đừng có bảo người giết, và đừng có thấy người giết mà mình vui mừng theo. Đó là cái bức tuyên ngôn về hòa bình đó quý vị. Cho nên Đạo Phật đó, quý vị thấy cái không có tôn giáo nào mà nói cái chỗ này đâu quý vị.
không có tôn giáo, không có tôn giáo nào dạy được cái chỗ này hết. Họ bất quá họ dạy là đừng có giết người là quá lắm rồi, nhưng mà vật, con chó, con dê, con cừu, con bò, con heo, bất cứ tôn giáo nào họ cũng đều mần hết á, con vật đó quý vị. Nhưng mà đạo Phật không những dạy con người mà dạy con vật nữa quý vị không? Trong cái bức thông điệp đó, đầu tiên về hòa bình á của đạo Phật á quý vị không? Cái điều đạo đức thứ nhất á là cái tinh thần bất bạo động, tinh thần ahimsa. Đừng có tự mình giết, đừng giết mình, đừng bảo người giết, đừng thấy người giết mà mình vui mừng theo. Bấy câu đơn giản với vị thân, triết lý nó nằm ở chỗ này, từ bi và trí huệ nó nằm chỗ này, rất là sâu sắc các quý vị. Không có tôn giáo nào dạy được như Đức Phật ở chỗ này đâu. Không phải là mình Phật tử, mình là người con của Phật, mình nói hãnh diện về chỗ này, cái đó là sự thật. Tất cả tôn giáo nào cũng đều chấp nhận cái điều đạo đức thứ nhất của đạo Phật. Không có tôn giáo nào dạy cái chỗ này ở quý vị. Quý vị thầy nói rộng thiếu. Tới cái mùa Phật đản á, quý vị thấy có con thú nào, có Phật tử nào dám ngày rằm ngày này kia đó, hay là cái ngày Phật đản á, quý vị thấy có người mà Phật tử con của Phật, quý vị có thấy bao giờ cắt cổ nhổ lông đâu? Có bao giờ nghe ét không? Cái người nào không hiểu, không biết được á thì họ còn cắt cổ nhổ lông. Hoặc là thời nhỏ mình cũng thông cảm, cái môi trường tu học Phật không có rộng, cho nên nhiều khi thầy cũng nghe cái tiếng ét. Đó là bình thường thời nhỏ mà. Nhưng mà khi mà lớn lên trưởng thành trong cái lời dạy của Đức Phật rồi đó, tới cái ngày Phật đản là không bao giờ thấy con thú nào giết hết đó. Mà ngược lại, Phật tử mình còn phát nguyện ăn chay nữa, ăn chay tuần này tới ngày Phật đản rồi, má ba hay là mấy con phát nguyện ăn chay một tháng, ít lắm là một ngày, rồi những tuần, một tháng. Quý vị thấy hay không? Còn quý vị ngược lại, tới ngày những ngày sinh nhật của các vị giáo chủ của các tôn giáo khác á, hàng triệu con gà tây đều mần, hàng triệu con heo, con dê. Quý vị nhìn cái chỗ này là quý vị thấy là mình cái tinh thần ahimsa, là bất bạo động, tinh thần từ bi, rất là hay không quý vị ha? Nhiều đó thôi mà mình không giết hại. Thứ nhất là mình giết hại chúng sinh là mình bị tổn thọ, giết hại con người là mình bị ở tù, mình bị xử mạng, đền mạng, là mình giết một mạng là mình phải đền một mạng. Cái đó là cái quy luật mà, nhân quả, không có trừ ai, không có chừa ai hết. Rồi giết con người thì mình phải đền mạng, ở tù đền mạng lại. Hoặc là giết con vật thì mình tuổi thọ mình ngắn. Nhưng mà ngược lại, Phật tử mình rất là hay, phát nguyện ăn chay, nuôi dưỡng lòng từ. Cho nên cái đạo Phật mình cái chỗ này rất là hay. Cái tinh thần ahimsa là tới ngày đại lễ Phật đản, tới ngày rằm, ngày báo hiếu, phát nguyện ăn chay, rất là hay. Cái người phóng sanh á, mà hay nhất là phát nguyện ăn chay là phóng sanh. Cho nên bữa thầy giải thích cho đại chúng nghe đó, phóng sanh mà đặt hàng, đặt 1.000 con rùa, 100 con rùa ở Mỹ nè, như vậy là đó là tạo nghiệp gián tiếp và trực tiếp cho họ giáng sanh. Còn mình á không, gặp con rùa mua thả liền. Rồi con cá con chim thì nó ý nghĩa hơn. Còn đây mình ý có tiền, mới lãnh tiền lương ra được 10.000, lấy 1.000 ra mua cá mua tôm phóng sanh liền. Mà mua 10 con không có, phải đặt 100 con, rồi tuần sau người ta bắt mới có. Quý vị thân, tạo cái nghiệp sát cho họ, cho nên cái người đó không có hiểu Phật pháp. Mà cái người hiểu Phật pháp, tới cái ngày đó mà cái người mà phóng sanh mà thiết thực á, phát nguyện ăn chay, nuôi dưỡng sức khỏe của mình, được thân khỏe và tâm an, ăn rau giống như cô Dự Thành nói đó, anh Tâm Phương, cô Dự Thành nói là ở nhà có thằng em nó ăn đậu 10 mấy thứ đậu, cho nên nó mua cho thầy sĩ được 5 thứ đậu, cái thầy sĩ ăn vô nó cũng nhẹ nhàng. Đó quý vị thân, cái người ăn chay là nhẹ nhàng, sức khỏe, rồi sau đó nuôi dưỡng lòng từ. Mỹ họ không có nói về vấn đề lòng từ rồi kia, nhưng mà họ ăn chay vì sức khỏe. Còn mình có tôn giáo, lúc đó mình mới phân tích là ăn chay vì tình thương chúng sinh, rồi mới ăn chay. Nói lại, tôi tóm lại, tới cái ngày sinh nhật của các vị giáo chủ của các tôn giáo khác đó, thì quý vị thấy là hàng triệu con gà tây giết, hàng triệu con dê, con cừu, thậm chí nếu mà những người mà ăn thịt con đót á, quý vị thấy con, biết con đót không? Con đót là con gâu gâu á,
mừng luôn. Đó, cho nên đó, quý vị thấy hãnh diện cái ngày Đức Phật ra đời, ngày lễ Phật giáo nói chung là không có giết hại chúng sinh. Bây giờ quý vị mà trở thành người Phật tử rồi, tới cái ngày đó quý vị có bao giờ bây giờ tránh ma nhổ lông rồi, ma lấy dao mà cắt, ở kia quý vị cắt thịt, bây giờ quý vị lấy bột, quý vị lăn ra cắt bột thôi, cắt đậu hũ thôi là cũng được. Đó, quý vị thấy cái mừng của người Phật tử là gì? Biết đạo, không bao giờ làm tổn hại cái lòng từ của người khác. Tuổi thọ mình tăng trưởng, mình mà giết hại chúng sinh nhiều đó, quý vị để ý coi, cái người mà giết hại làm đồ tể nhiều, cái mặt họ nhìn vô không dám nhìn nữa quý vị. Bởi vì Đức Phật dạy là trong vật lý cũng vậy nữa, trong hào quang, trong cái khuôn mặt của mình á, mỗi người đều có cái hào quang, halo là cái hào quang. Mà cái người mà làm đồ tể, làm cái đồ mà giết bò, giết heo hay làm người sát sinh nhiều á, hay đi săn vậy, quý vị nhìn cái mặt họ, quý vị không dám dòm đâu. Không, nhìn cái là quý vị không dám gần nữa. Quý vị thấy hay không? Còn cái người mà sát sanh và làm đồ tể nhiều á, là thôi chứ không dám nhìn, tránh liền. Cái hào quang của họ có, nhưng mà hào quang đen, nhìn vô sợ lắm. Còn cái người mà tu học ngon lành, giống như quý cơ Phật tử mình á, nhìn vô cái là muốn hỏi how are you liền. Rất là hạnh phúc chỗ này. Sao bữa nay sao, how are you sister, how are you brother, sao dạo này sao rồi, khỏe không? Hỏi tới liền, mới trả lời chưa kịp hỏi nữa, sao dạo này khỏe rồi, có mặt lễ đấy không? Rồi cái mới nó có cái hỏi sao còn mặt trắng thì sao, có luôn. Đó, cứ hỏi tới ơi tới, bởi vì thân thiện, người tu nó tỏa ra cái hào quang rất là thân thiện, rất là cảm mến, rất là vui. Dù anh Tâm Phương nó hồi bữa trước nó chứ ngồi thiền mà cứ cuộc giống như mấy cái anh say rượu đi. Mà khi mà học qua cái lớp thiền xong rồi càng ngồi càng thích vậy chứ, mà đổ này thỉnh thoảng lúc mà ngủ, lúc mà nghe nhạc xong mà vô nhập thiền, lúc mà đi ngủ mà hít vào thở ra 5-3 lần ngủ ngon liền, lúc đó thấy cũng đó là ngủ thiền. Đó quý vị thấy không? Cho nên cái người tu học Phật á, mà học chánh pháp của Đức Phật á, cái khuôn mặt mình nó sáng. Và nhất mấy đứa con của mình, mấy người thương của mình, người vợ, người chồng của mình nhìn vô nói chứ anh hai sao mà đỡ này, tu học Phật thấy cái tâm của anh hay khuôn mặt của anh sáng ra, giống như cô Từ Bị Lạc đỡ này thấy nó trễ ra, ví dụ vậy, thấy vui quá. Giống như cô Hành Minh hồi xưa, cách đây mà còn con gái đó, cách đây 10 năm trước đó, sao thấy đi nhúng, bây giờ không có nhúng nữa, bây giờ đi cái là có cái hạnh liền. Quý vị không, mình tu á là có cái tâm mình nó chuyển liền, cái thân và cái tâm mình nó chuyển liền, ai nhìn vô thấy thích liền, thích về cái hương vị của Phật pháp. Cho nên quý vị chân nhân là gì, hay nói là như bông hoa tươi đẹp có sắc lại có hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả, nhân quả đồng thời liền. Người tu học Phật là mình thấy có làm có kết quả, vui liền, vui trong hiện tại. Hay là hương trong các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa sáng mọi phương trời. Quý vị không, cái người mà hương về vật chất á, đánh phấn đánh son, má hồng hồng, môi đã đỏ, nhưng mà còn đánh còn đỏ, hết đánh cái coi chừng 3-4 tiếng sau cái nó tái. Nó chỉ một thời gian thôi, hương đó là bay theo chiều gió, gió một chiều thì hướng đông, thì cái người đứng hướng đông á, thì hít, bạn có mùi thơm, mà thơm của hoa, của hương. Nhưng mà cái người mà tu tập á, mà có đức hạnh, có cái niềm an, có chất an chất lạc rồi, gió hướng tây hướng đông cũng thơm, gió hướng bắc hướng nam cũng thơm, gió hướng dưới hướng trên cũng thơm. Bởi vì cái người đó nghe tới cô Dư Thí, nghe tới cô Dư Thành, nghe anh Tam Phương, nghe tới Hy Lạc, nghe cô Từ Bị Lạc, nghe Sister Anh Minh, vân vân và vân vân, tự nhiên thấy nó nghe đó là thích liền. Cho nên chỉ có bậc chân nhân là chỉ cho cái người chân thật, là chỉ cho chúng ta tỏa sáng mọi phương trời, hướng nào cũng thơm hết á, không phân biệt. Rồi cái gió kia là gió vật lý,
gió thiên nhiên, gió hướng đông thì cái người hướng đông mới thơm thôi, chứ hướng tây ngược lại không thơm. Còn mình là tu học Phật ngon lành rồi, bây giờ ở hướng Đà Lạt, hướng Allingen hay là hướng Cedar Park, mà ở trên Beverly, Bastrop, Austin đều nghe hết, đều hướng nghe cái là biết liền, biết gì thân. Cho nên đó, mình làm cái điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, hướng trên, hướng dưới, tất cả mọi phương đều thơm hết. À, quý vị thấy chỗ này, trân quý chỗ này, chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật rất là giá trị. Cho nên đó, đệ tử của Đức Phật là sứ giả hòa bình, là không bao giờ có cái tinh thần bạo động, không bao giờ có cái tinh thần là hận thù. Mà bởi vì mình không có giết người ta thì mình ăn ngon ngủ yên, mình không có hại người ta thì mình ăn ngon ngủ yên, thì tu thọ mình tăng trưởng, bởi vì người ta không có thù, không có ghét, không có oán mình. Còn mình quấn người ta, thù người ta, ghét người ta, giết người ta, không những cái người nhà của họ hại mình, và cái người hương linh mà mất đi á, họ cũng báo oán mình, bởi vì nhân quả không thể là tránh khỏi. Thầy nói sơ sơ cái xíu nhân quả cho quý vị nghe, bữa nào nó nghe nhiều nữa. Mà quý vị không, tất cả những cái tòa án ở thế gian này á, người ta xử trạm á, xử phạt nhiều khi có lúc đúng có lúc sai đâu, bởi vì á, đều là con người hết mà. Không bao giờ, mặc dầu là ông giỏi, ông có kinh nghiệm 10 năm 20 năm, nhưng mà cái tòa án đó xử có thể đúng có thể sai, nhưng mà cái tòa án nhân quả không bao giờ sai. Vì đồng ý không? Bởi vì á, tòa án lương tâm, tòa án nhân quả không bao giờ sai. Do đó kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, còn mình coi thử cái bài cái câu Pháp Cú đó số mấy nha, nói có số luôn cho đó. Dù bay lên hư không, quý vị nhớ nè, dù bay lên hư không, dù lặn xuống đáy biển, dù trốn trong rừng sâu, dù trốn chỗ đông người, nhưng mà khi mình làm ác rồi đó, không bao giờ trốn tránh cái quả. Thầy lập cái câu Pháp Cú lên nha. Người mà làm nhân quả mà không hiểu nhân quả đó, chỉ có tòa án nhân quả mới giải quyết được hết. Tòa án nhân quả ở thế gian này có thể đúng có thể sai, nhưng mà tòa án về nhân quả của lời Phật dạy đó, cuộc đời của Đức Phật nói về cái lời dạy đó, cái nhân quả như vậy đó, thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mình cứ lo niệm Phật, niệm Phật mà không có học Phật, không hiểu Phật, thì lúc đó cả cuộc đời Đức Phật dạy giáo lý nhân quả làm chi. Dù bay lên hư không, thầy nói lại, dù bay lên hư không, dụng thần thông đó, bay lên hư không, dù lặn xuống đáy biển, dù trốn trong rừng sâu, dù trốn trong chỗ đông người, nhưng những gì mà tạo tác nhân quả đó không bao giờ trốn được nhân quả. Những gì mà tạo ác, làm ác và nói ác không bao giờ trốn thoát được cái tòa án nhân quả. Vì vậy thấy rất là hay không? Rất là ý nghĩa đó. Cho nên nhờ vậy đó, cả cuộc đời của Đức Phật mới nói cái giáo lý nhân quả, người ta nói theo cái bài kinh Phước Đức, bài kinh Maha Mangala Sutta đó, bài kinh Phước Đức. Như bữa cô đại chúng có tụng đó, bài kinh Phước Đức nè, bài kinh Điềm Lành nè, bài kinh Hạnh Phúc nè, bài kinh đó mình đã tụng rồi đó. Thì quý vị biết mấy ôn dạy rất là hay. Trong đó có trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiền Việt á, ngài nói hiền diệu chứ. Ngài mà lập hai ngôi chùa bên Ấn Độ với Nepal á. Khi nào mình đại chúng có dịp mà đi Ấn Độ, thầy dẫn tới chùa đó coi. Ngài nói rất là hay, dễ thương. Ngài nói, quý vị biết á, cái người mà tu học Phật á, mà tìm cái người bạn, mà cái người bạn lành á, mà biết nhân quả mình chơi. Còn nếu mà họ có làm xấu đi nữa, họ làm xấu chút chút thôi. Họ làm ác chút chút thôi, bởi vì họ sợ nhân quả. Còn mà làm bạn, làm quen những cái người mà không biết gì nhân quả, thì mình tránh xa đi, tránh xa kẻ xấu ác á, thân cận người hiền lành, giúp những gì đáng giúp, đó là chân phước đức. Quý vị thân, còn cái người mà không biết nhân quả đó, quý vị thấy không, là lúc đó thôi cái gì nó cũng mòn hết đó, thứ gì nó cũng mòn hết đó. Cho nên mình rất là tránh ra, mình sợ tránh ra. Cho nên Đức Phật dạy đó, đừng có tự mình giết, đừng có bảo người giết, đừng thấy người giết và vui theo. Đó là bức thông điệp hòa bình của Đức Phật đó, bức thông điệp tuyên ngôn về hòa bình của Đạo Phật và cho thế giới luôn. Quý vị thấy rất là hay. Cho nên mình biết được nhân quả rồi, mình không có hại mình. Những người tự sát là tự tử đó,
thấy ba mẹ hay là trong gia đình thấy khó khổ, làm ăn mắc nợ này kia, đứng trên lầu cái nhảy xuống rồi nhảy tự giật mình đó là nói xong. Không có đâu, mình bỏ cái thân vật lý này nhưng mà cái dòng tâm thức và nghiệp á không bao giờ bỏ. Quý vị nhớ nha, cái thân vật lý này có thể mình hết bỏ cái thân này nhưng mà cái dòng tâm linh, dòng nghiệp thức á không bao giờ hết, cho nên nó vẫn theo đuổi hết đời này qua đời khác. Đừng có nghĩ là chết là hết, cái đó là trật đường rầy. Thì quý vị thấy hiểu được vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy là ông không tự mình giết, không bảo người giết, không thấy người giết và vui theo. Đó là tinh thần hòa bình của Đạo Phật. Đó là bản tuyên ngôn ông về hòa bình của Đạo Phật và của thế giới. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Thầy nói sơ sơ để cho đại chúng biết và cho đại chúng nắm được cái ý đó. Bây giờ thầy hướng dẫn cái khác nữa là cái gì? Được rồi, thưa nó còn nhiều không nha? Nó còn nhiều ha. Tới đây là hết rồi. Thôi ráng xíu nữa nha. Does meaning speak out the spirits of love and kindness, compassion, wisdom, and especially the spirits of Buddhism, peace. We know that the content of the right Dharma of Buddhism never contain all kind of affliction, rage, anger, delusion, ignorance, wrong will, violence, hatred, including superstition. Rồi cái ý nghĩa đó đó, nói lên cái tinh thần từ bi, từ bi và trí huệ, đặc biệt là tinh thần hòa bình của Đạo Phật. The spirit of Buddhism is là tinh thần hòa bình. Hòa bình cái gì? Hòa bình của Đạo Phật. Chúng ta biết rằng nội dung của chánh pháp nha, nội dung, thầy nói đi nói lại, nội dung của chánh pháp Right Dhamma của Đạo Phật á, nội dung chánh pháp trong Đạo Phật đó chưa bao giờ gồm chứa tất cả các loại phiền não, tham sân si, vô minh, tà kiến, bạo động, hận thù, kể cả những mê tín gì đó nha quý vị ha. Superstition, quý vị thấy rất hay không? Rất là ý nghĩa, học cái này quý vị thích lắm. Quý vị thêm cô từ Bi Lạc muốn biên lại ha, để thầy mở cho cô biên cho nó kịp. Thầy nói lại ý nghĩa đó là ý nghĩa nói lên cái tinh thần từ bi và trí huệ, và đặc biệt là tinh thần hòa bình của Đạo Phật. Và chúng ta biết rằng nội dung của chánh pháp á, của Đạo Phật đó, nội dung chánh pháp trong Đạo Phật đó chưa bao giờ gồm chứa tất cả các loại phiền não, tham sân si, vô minh, tà kiến, bạo động, tù, kể cả những mê tín dị đoan. Quý vị thấy không? Chánh pháp, nội dung của chánh pháp đó không có chứa mê tín dị đoan. Thầy phân tích cái mê tín dị đoan cho đại chúng hiểu một xíu nha. Quý vị thấy không? Mê tín dị đoan chẳng hạn như là đốt vàng bạc nè, đốt vàng mã nè. Hồi xưa cái thời trước 75 á, thầy còn nhớ hồi nhỏ đó, hay trước 80 á, ở đó đó quý vị thấy không? Bốc quá cái người ra đi á, thì hồi nhỏ mình không có hiểu, cho nên cái người nhà, người thân hay người này thấy người kia đốt vàng mã, đốt cái lá vàng mã đó quý vị, thì mình thấy cũng các ngài nói với xưa bảy nay bắt trước, hay là âm dương âm sao dương vậy, cho nên mình cũng có tiền xài. Thì mấy người ở dưới âm phủ cũng có tiền xài, cho nên mình đốt mấy vàng mã có mấy đồng đâu. Nhưng mà nói mình không hiểu, mình tưởng đâu là nó có sự liên hệ với nhau. Mấy cái đó không có đúng, không có phù hợp. Bởi vì tiền thật đó, mình nước này qua nước kia nhiều khi chưa chắc người ta dùng nữa, nhất là những cái nước nghèo mà đi qua những cái nước mà khá nhiều khi người ta không dùng nữa. Bây giờ tiền thiệt không dám đốt, mua giấy vàng mã là tiền vàng mã rồi cái đốt, rồi bắt đầu nó để cho người dưới xài. Không có hiểu Phật pháp đó, lúc đó mình tưởng đâu cái người thân của mình mất rồi còn ở dưới âm phủ, trật đường rầy. Mình cứ nghĩ cho mấy người đó xài vậy, à mình cứ nghĩ là cái người đó còn ở dưới âm phủ, như vậy không có đi tái sanh, không có đi, hay mình nói theo là đầu thai đó, không có phù hợp lời Phật dạy. Ở bên
các cái nước chẳng như là nước nước có cái kim tự tháp á, là cái nước gì cô Duy Thí, nó nước gì? Pháp thưa thầy. Nước Ai Cập. À dạ dạ kim tự tháp. Pyramids. Pyramid. Pyramids là cái kim tự tháp ở Ai Cập á. Thì hồi xưa là mình nó có liên quan về cái văn hóa Đông và Tây, hay là những cái thế giới nó có ảnh hưởng ở các nước đó. Cái nước Ai Cập á, hồi xưa đó ông vua hay là cái người mà nổi tiếng á, người ta mất đi á là bao nhiêu người vợ nè, bao nhiêu cung tằng mỹ nữ nè, cái người hầu, người thê thiếp gì đó, là cái người đó mất á là phải chôn những cái người sống luôn. À, họ xây cái kim tự tháp á, xây lên rồi bắt đầu á là cái người tháp mình, cái ông vua hay cái người nổi tiếng mất thì những cái gì của ổng á, dây dưa, dây mướp, dây bầu gì của ổng á là chôn những người sống luôn. Nhưng mà văn hóa có tàu á của China có phát triển, có tiến bộ hơn, thì thay vì họ giết cái người thiệt, họ chôn sống cái người thiệt, bây giờ họ làm cái hình nộm, có tiến bộ thế quý vị ha, cũng hay. Họ chôn vàng thiệt, tiền thiệt, bây giờ họ tạo ra là, thành là tiền vàng mã, vàng mã, đồ âm phủ đó, thì có tiến bộ hơn, nó ít cái tốn kém và nó phát triển hơn cái kia một cái. Nhưng mà đi vào con đường chung á, hầu như là cũng là mê tín dị đoan à, quý vị thân, nó không có phù hợp với cái nhân quả của đạo Phật. Rồi bắt đầu cái bên Trung Hoa, cái văn hóa của họ tiến bộ hơn là họ làm cái hình nộm. Rồi bây giờ gần đây á thì hồi đó làm gì có đô la âm phủ. Thầy nói thầy nhận cá nhân cũng thương nói tội nghiệp. Hồi xưa mấy ông anh mấy bà chị nhỏ đó đi vô nghĩa trang á, ở đó đô la âm phủ, đô la thiệt á đâu bao giờ thấy đâu. Ở Việt Nam mình năm tám mấy á không thấy, chín mấy không thấy, mà nhà thì nghèo không thấy, nhưng mà đi nghĩa trang á thấy cái tờ đô la, nó cái đó đô la đó mà nó đề đô la thiệt, thật là đô la âm phủ. Cái thấy người ta đi sợ người ta thấy, cho nên lấy cái chân dậm dậm lên, người ta đi ngang qua rồi mới lấy bỏ trong túi. cuối cùng giờ ở đây là đô la thiệt á, chờ một đô la đó đấu cả triệu á, quý lắm, làm cả 10 ngày công á quý quá. Nếu gì mình có 100 thì đã quá. Mà coi lại không phải đô la âm phủ ông ơi. quý vị thân, cho nên hồi đó chỉ là giấy vàng mã thôi. Sau này bây giờ cái họ mới thấy cái đất nước, cái văn hóa con người phát triển, họ mới làm đô la âm phủ nữa. Rồi chưa nói họ làm điện thoại nè, họ làm xe hơi bằng giấy, làm xe hơi nè, thậm chí làm nhà cũng bằng đồ mã không à. Bởi vì họ cho một câu là âm sao dương vậy, người sống nó có người sống làm sao, người chết vậy, người chết làm sao, người sống vậy. Tại sao mình không làm những cái này cho những cái người kia, người ta mua để người ta đốt, người ta tặng cho cái người thân của người ta à. Cho nên cái câu mà superstition á, mê tín dị đoan, nó không có phù hợp, bởi vì nó không có phù hợp với cái giáo lý nhân quả của Đức Phật. Chưa nói cúng sao giải hạn, nói cái đề tài này dài ha, rất là rộng. Tại nói đi nói lại để cho đại chúng biết và hiểu rằng là trong cái chánh pháp, nội dung chánh pháp của Đức Phật không bao giờ chứa những cái bạo động hận thù, và trong đó có mê tín dị đoan. Lâu lâu không có học Phật á, không có đi chùa, như anh Tâm Phương có nói đó, hồi xưa không có tu học Phật, rồi lâu lâu lên chùa tới ngày rằm, ngày Phật đản lên chùa cái thấy Đức Phật á cúng nải chuối bình bông á, xa xa lìa lìa, cái mấy người mà nhìn kỹ á nói này anh này giống như cá lò xoay lên đồng á. Quý vị ta lắc một hướng Đức Phật chưa đủ, rồi quay qua hướng này, rồi quay qua hướng đây, thỉnh thoảng quay hướng trên đó, rồi thỉnh thoảng quay hướng dưới cái lắc nha. Nhung không biết cô Duy thấy, cô Duy Thành có trải nghiệm qua, cô Duy Từ Bi Lạc có biết cái vụ đó không? Rồi chưa nói rồi dây sau trước, rồi dây sau lâu sau lưng, cứ lắc nha, làm giống như mình hình tâm đấy. Đó, cái người mà nhìn kỹ nó nói mấy bạn này có là sao ông ơi, chứ không có lò xo đâu lắc như này. Nói không biết có trúng ý mấy cô biết.
Thưa thầy, con thấy cái luôn đó thưa thầy. Dạ, cái ngước lên trên trời cái cúng cúng vậy rồi xuống dưới đất rồi cúng cúng, con thấy đó thầy. Mình qua bên phải qua bên trái. Dạ đúng rồi, mình nói nó đúng âm, nhưng mà mình nói những cái vị này có lo sao là nghe vui. Ao vi đại chưa, đại chúng thấy không? Vậy thôi, cuối cùng á coi Đức Phật như là ông thần. Coi Đức Phật như ông thần rồi nói Nam Mô Phật, Phật gia hộ cho con trúng số. À, nếu mà Đức Phật cứ nếu không à, nếu là mình để ít là mình để phủ à, nếu à, cứ nếu nếu hoài cái mai mốt nó đứt bây giờ à, nếu mà còn trúng số quý vị thân, nếu là không có thật mà cứ nói, nếu là còn trúng số hay á, là con sẽ xây cái chùa cho thầy đừng xảy liền, trời mô Phật xây cho số đông chứ đâu phải xây cho thầy, mà cứ nếu lúc nào cũng nếu mà nó thở được đừng nếu nữa. Nút của thầy nó mới kết thì nếu thời gian nó đứt bứt một chút bây giờ à, cứ nếu mà à, quý vị không, cho nên á, cái người tu học Phật là thứ nhất là coi Đức Phật là như là một vị thầy chỉ đường thì được, chứ đừng có bao giờ học rồi cuối cùng á cái nội dung chánh pháp rồi mình coi trong đó là mê tín dị đoan rồi, chưa nói những cái vấn đề coi sao giai hạn rồi này kia, cái đề tài nó rất là dài, nếu mà thầy phân tích cho những người mới á là quý vị nghe quý vị thích lắm à, nghe hay quá đi thôi, hồi xưa con cứ nhúng nhúng con tưởng đâu con có lo sao. bây giờ học Phật rồi mình thấy lo sao mình nó đứt. À, mình lạy một cái lạy, mình xá một cái xá là có chất an, chất lạc, cái chất thảnh thơi, cái chất thành tâm, cái chất quy kính. Còn người không tu học Phật rồi lâu lâu đi chùa rồi cái mình nghĩ mình mua trái chuối, mua cái bình hoa, mua cái bình bông là mình thấy cái tâm thành rồi đó. Đi làm neo, nói theo ở xứ này, đi làm neo á, bận quá ngày thứ bảy cái nhật không đi được luôn. Cái lâu lâu lên chùa cái lạy Phật xa xa, nhung, nhịp cái giống như là người có là sao hoặc là nói theo hồi xưa là linh đồng á. Ông đi cái nhung, giống như là thiếu lâm tự vậy. Thì cuối cùng cái chứng nào tật đó thôi. Sao mà tôi đi chùa nhiều năm, tôi cúng Phật, tôi đủ thứ chuyện hết mà không, ông Phật không gia hộ cho tôi, nó tùm lum chuyện cái gì à, cho nên nó không có hiểu được cái lời dạy Đức Phật à, cho nên thầy mới nhắn đó superstition, tức là cái nội dung chánh pháp không bao giờ có cái chất mà tham sân si, bạo động và hận thù, nhất là cái mê tín gì đó. Vì thế ý nghĩa không rất là hay ha. Nếu mà đồng ý chỗ này đại chúng đều mỉm cười cái coi. Rồi bây giờ tiếp theo một đoạn nữa là chúng ta nghỉ nha. Bữa nay nói tiếng Việt cho nên đại chúng nắm được cái ý nhiều hơn. Rồi in contrast, the right dharma of Buddhism, the path of peace, is related very closely with virtue, meditative concentration and wisdom, including peaceful will, peaceful thought, peaceful word, peaceful action, peaceful livelihood, peaceful effort, peaceful mindfulness and peaceful concentration. Và ngược lại, nó cũng đồng với nghĩa là conversory, tức là ngược lại. Chánh pháp của Đạo Phật á, chánh pháp của trong Phật giáo đó là gì? Là con đường hòa bình. Pháp của Phật là con đường, là phương tiện, con đường quý vị phải hiểu là phương tiện nha quý vị. Phương tiện hòa bình ở đây là con đường an lạc, là con đường hòa bình, con đường an lạc. Nó liên hệ mật thiết với đạo đức, thiền định, trí huệ, gồm có cái thấy hòa bình, cái hiểu hòa bình, cái lời nói hòa bình, hành động hòa bình. Hành động là gồm có thân, khẩu, ý. Ông lời nói, ý nghĩ về việc làm là thân, hành, khẩu, hành, ý, hành á. Và cái nghề nghiệp mưu sinh hòa bình, nỗ lực chân chánh hòa bình, nhớ nghĩ hòa bình, nãy là tư duy, thoát tức là tư duy, còn đây là mindfulness tức là nhớ nghĩ chân chánh hòa bình và tập trung hay là dừng lại hòa bình. Đó thì hôm nay chúng ta chỉ học nhiều đó là chúng ta biết. Như vậy thầy nói lại là cái phần cuối là chánh pháp của Đức Phật là con đường hòa bình, nhớ quý vị ha.
chánh pháp của Đức Phật là con đường hòa bình hay là phương tiện để hướng dẫn cho chúng ta đi tới đời sống, tới hướng dẫn cho chúng ta sống cái đời sống an lạc là con đường hòa bình. Rồi từ nay về sau, khi mà những cái vị nào, bất cứ ai dù là cùng tôn giáo hay là khác tôn giáo, hỏi về bảy cái bước chân đi của Đức Phật á, nó rất là nhiều, quý vị có nhớ khái niệm như vậy đó thì quý vị nói tiếng Việt cũng được, tiếng Mỹ cũng được. Còn có nếu mà người giỏi tiếng Việt, người giỏi tiếng Mỹ thì đi cùng với nhau, thì lúc đó cô Du Thành á thì đi với cô Từ Vi Lạc, người nói tiếng Việt thì người nói tiếng Mỹ cho mấy người Mỹ nghe, còn anh Tâm Phương với cô Du Thành á đi chung với nhau thì nói để giải thích cho người ta hiểu. Nhưng mà đặc biệt, cái đặc điểm về đạo Phật hôm nay là quý vị nhớ là cái thời gian không gian đó, trong đạo Phật á là cái tượng trưng cho thời gian là có 3, không gian là có 4, là từ xưa với nay, từ thời Phật trải hơn 26 thế kỷ qua, âm dù là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, kể cả phương trên và phương dưới, đạo Phật xưa và nay không có chiến tranh tôn giáo. Đạo Phật giảng dạy chánh pháp của Đức Phật không bao giờ chứa những cái bạo động phản thù. Quý vị cứ kiếm cái lời dạy Đức Phật coi, học trong bất cứ kinh điển nào, quý vị có thấy cái nội dung cái chánh pháp của Đức Phật có bạo động không? Hay là chỗ này, các cái tôn giáo khác, cái lời dạy kinh điển của các tôn giáo khác quý vị có thể tìm ra thấy. Nhưng mà cái kinh điển Phật giáo á, không phải là mình tự hào, nhưng mà bởi vì Đức Phật là người giác ngộ, nói cái người thật thì nói cái việc thật, rồi ghi lại cái điều thật. Còn cái người mà không thật mà nói điều, cái người mà không thật mà nói điều thật á, nhiều khi cũng có cái điều sai trong đó. Quý vị để ý coi, mình mà trải nghiệm, mình muốn dạy giảng gì đó, bản thân mình phải hiểu, phải trải nghiệm, và hay mình nói theo ở trong Phật giáo gọi là tự chứng, hiểu được, nắm được thì mình mới dạy như người ta. Còn mình nó không có hiểu, không có trải nghiệm qua cái đó, bây giờ mình dạy người ta nói mình nói dốc nữa. Quý vị thấy đúng không? Mình không có trải nghiệm, mình không có qua những cái lớp học hay những cái trường lớp hay những cái sự tu tập, mình đem dạy người ta nói mình nó không có thật. Cho nên tóm lại, Đức Phật là cái người giác ngộ, cho nên chánh pháp với Đức Phật là chánh pháp của giác ngộ, chánh pháp của giải thoát, chánh pháp của an lạc. Và cái người đệ tử Đức Phật gồm có người xuất gia, người tại gia, người thức gia gồm sư thầy sư cô, người tại gia gồm có Phật tử nam, Phật tử nữ. Và cả những cái hạng người này không trở thành người đệ tử Đức Phật thì lúc đó tu học Phật trong ngôn lành thì không có tà pháp trong đó, không có mê tín gì đoan trong đó, không có luôn luôn lúc nào có chánh kiến, chánh tư duy, không có hiểu đúng, cái thấy đúng, cái biết đúng, cái tư duy đúng, cái hành động đúng, nghề nghiệp đúng, cái gì cũng đúng đúng là chiều nay đâu. Giờ cái gì cũng đúng đúng là chiều nay, cái gì chứ không có phở nó bún ăn liền. Quý vị tao, cho nên đó quý vị thấy mình hiểu được vậy, mình rất là tự hào là đệ tử Đức Phật. Ngày nay chúng con nhờ cái Zoom, không có cần lái xe, xăng bữa nay gần phải 5 đồng một ga lăng rồi, không cần lái xe, nhưng mà con ngồi chỗ, con mở cái wifi, iPad, iPhone, laptop là nghe được Phật pháp, rất là vui, rất là hạnh phúc. Bây giờ thời gian 2 tiếng trôi qua, hôm nay không có Hy Lạc, không có mấy vị kia, thì chúng ta nói tiếng Việt hơi nhiều. Bây giờ để cho đại chúng có thắc mắc gì hay cảm nhận cái Phật pháp gì chia sẻ thì mời đại chúng cùng chia sẻ. Bây giờ mời cô Từ Vi Lạc nha, cô chia sẻ để cho đại chúng nghe ngán trời. Dạ thưa thầy, bài học hôm nay rất là hay và rất là vui thầy. Bữa nay thầy giảng vui quá, mà qua bài học hôm nay con mới hiểu rõ về hòa thượng mà mới tiệp tự thiêu đó thầy. Con bữa nay con mới nghe rõ thầy nói rõ, con mới hiểu rõ, chứ trước kia con chỉ nghe là hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu thôi, chứ con không hiểu là lúc đó là muốn có một vị hồng y thì phải đàn áp tôn giáo để mà có đức hồng y. Con không hiểu, bữa nay con mới hiểu rõ thầy. Dạ, cảm ơn cô Từ Vi Lạc. Thật ra thì nó dài, một sách rất là dài, nhưng mà mình nói tóm tắt cái ý thôi thì cũng cảm nhận như đó qua quá trình thầy chia sẻ gì đó để biết thêm cái ý hay.
Rồi cô có thắc mắc gì không hay là cảm nhận đó thôi? Dạ con cảm nhận vậy thôi. Dạ bài học hôm nay thì quá là hay và quá là vui. Bởi vì nói tiếng Việt không nên nói liên tiếp đó, cho nên hiểu rõ. Cảm ơn cô. Dạ. Cô hiểu cái gì cũng đúng cho nên chắc chắn là chiều này nó bún mòn liền. Rồi bây giờ tiếp theo thầy mời cô Dư Thành nha. Cô Dư Thành bữa nay cô nói tiếng Mỹ cũng được, tiếng Việt cũng được, không sao hết. Bà con không ngán. Mời cô Dư Thành cô mở ra cô chia sẻ để cho đại chúng hiểu thêm. Cô mở microphone này. Mở lại microphone. Dạ thầy nghe không? Dạ nghe rồi đó. Hôm bài học trước thầy nói Phật sanh ra ngón tay trỏ bên phải chỉ lên trời, ngón tay trái chỉ xuống đất, thì cái chỉ đó là symbol của Phật muốn nói cái gì, muốn giảng cái gì. Cô Dù Thành đưa ra cái ý cũng hay đó. Thì mới thầy cũng giảng những cái câu tiếp theo, nhưng mà cô hỏi trước là thầy giải thích luôn. Cái ý đó cô nói cũng hay đó, thầy giải thích cho đại chúng luôn. Thì ý nói đó là cái mình nói tổng quát nha, cái phương trên, một cái ngón tay trỏ bên phải á nha, là cái phương trên. Là ý nói là cái người tu học Phật á, hay kể cả Đức Phật và kể cả những vị thánh tăng hay những vị Bồ Tát, là hướng trên là có tinh thần hướng thượng và hướng thiện, và có tinh thần cầu học, học những gì mình chưa học, học những gì mình chưa biết và ứng dụng những gì mình chưa biết, là hướng trên, có nghĩa là tượng trưng cho cái hướng thượng và hướng thiện và cầu học những gì mình chưa biết từ người khác. Và cái tay trỏ bên tay trái mà chỉ xuống đất đó, là khi sau khi mà mình học rồi đó, mình hiểu rồi đó, mình ứng dụng nó thích hợp rồi đó, thì lúc đó mình mới cái tự độ thôi. Tự độ là độ mình, bởi vì mình có tinh thần là mình học những gì mình chưa biết, học cái hay của người khác, là lúc đó cho hàng nhiều ví dụ, thầy nói ví dụ nha, hút thuốc có hại cho sức khỏe, bởi vì mình chưa có biết, bây giờ mình học rồi mình biết, mình nói là hút thuốc có hại cho sức khỏe, đúng thiệt, có hại cho phổi, đúng thiệt, mình hướng thượng, hướng thiện, buông bỏ liền, không có học, không có bắt chước, là bắt chước cái điều xấu, mà mình học cái điều hay, điều phải, là có tinh thần hướng thượng, hướng thiện, thì mới có tự độ thôi, độ được mình, nha. Bây giờ cái ngón tay mà chỉ xuống đất á, là độ tha. Độ tha là gì? Là mình đem cái hiểu những gì mình học, đem cái thực hành những gì mình biết, mình giảng dạy cho cái người xung quanh, giảng dạy những người chưa biết hay những người sau, những thế hệ sau. Cho nên cái tinh thần mà cái tay trái mà chỉ xuống đất là ý nó là tinh thần nhập thế, tinh thần đi vào đời để cứu đời, giúp đời thêm vui bớt khổ. Quý vị thêm, cô hỏi cái câu đó rất là hay đó. Một cái tay chỉ lên trời là tinh thần hướng thượng, hướng thiện và tự độ, và cái tay chỉ xuống dưới là cái tinh thần tự độ. Bây giờ tinh thần chỉ xuống dưới là tinh thần độ tha, tinh thần giáo hóa người khác, đem những gì mình học, mình hiểu, mình ứng dụng rồi giảng dạy cho người khác, là tinh thần độ tha, rồi giúp cho người khác cùng hiểu như mình, gọi là độ tha. Tha là người khác, độ là giáo hóa, độ là giúp, độ là giúp, độ là giáo hóa, độ là giảng dạy, rồi làm cho người khác cùng hiểu như mình, cùng bỏ không hút thuốc, cùng bỏ không uống rượu như mình, thì lúc đó gọi là tinh thần độ tha. Rồi nắm được chưa? Tức là hướng trên là tự độ, hướng dưới là độ tha. Rồi chữ âm Hán Việt á, quý vị nhớ chứ mai mốt mà không hiểu quên á, thưa thầy, độ tha có nghĩa là gì? Thì quý vị đi lên chùa mà thấy chuối, thấy táo lên chùa, vừa độ là mình giác, vừa tha là mình khiêng. Vừa độ tha tức là vừa giác vừa khiêng là coi chừng. Đó, thì quý vị thấy không? Là mình hiểu là hướng trên và hướng dưới là cái hai cái tay có nghĩa là gì đó. Còn rộng nữa thì mình nói rộng hơn nữa là tinh thần giúp đời và giúp người, nhập thế, tự mình giác ngộ.
Đó là cái tinh thần trọn vẹn của Bồ Tát hạnh. Chứ còn mà mình chỉ cái nghĩa tượng trưng thôi, biểu tượng thôi. Chứ còn mà tu học cho giỏi, có bằng cấp nè, có trí huệ nè, có hiểu biết nè, mà mình không đi giáo hóa người khác, không đi giảng dạy người khác, không đi hướng dẫn người khác, thì cái đó là ích kỷ quá. Cho nên mình chia sẻ những gì mình biết, mình hướng dẫn những gì mình tu cho người khác cùng hiểu, cùng tu, thì cả hai, cả ba và cả số đông đều lợi ích, đều lợi lạc hết. Thầy cô Dư Thành hỏi cái ý này rất hay, thầy ghi nhận, bữa sau mình sẽ học ý này thêm. Rồi bây giờ tiếp theo là mời Tâm Phương nha. Tâm Phương nói chứ âm Hán Việt bữa nay hiểu chút chút rồi đó. Thầy đạo Phật. Dạ thầy, hồi nãy có nói về đề tài, vấn đề về nhân quả, thì con cũng thấy cái nhân quả đó, nhiều người họ làm mà sao họ, cái cuộc sống họ vẫn sung sướng và họ vẫn sống dai, họ chuyên môn đi lừa gạt, hại người này, hại người kia, mà miệng lúc nào cũng nói tốt, và chuyên môn đi lừa gạt, và hại nhiều người phải vô tù, mà mấy người đó con nghĩ sao mà họ vẫn còn sống, giàu có, còn cái người hiền lành bị hại thì lại bệnh tật, lại ra đi sớm. Cho nên con thấy cái luật nhân quả, con không biết làm sao mà cái người ác đức thì họ lại sống dai, sống lâu, và cái người hiền lành làm việc thiện thì lại đi sớm hơn những cái người làm ác. Yeah. Cảm ơn anh Tâm Phương hỏi cái hỏi cũng thật đó. Có nhiều câu hỏi như vậy mấy vị đã từng hỏi, thì anh có biết rằng mình học Phật mình biết rằng nhân quả mình đừng có hãy nghĩ một chiều. Mấy người mà nghĩ một chiều như vậy á, nhiều khi mình nghĩ vậy cái mình sẽ tội nghiệp cho những người hiền lành. Mình nói vậy chứ mà mình phải hiểu nó nhiều góc độ khác nhau. Thầy ví dụ như là nhân quả đồng thời, quý vị nhớ biết nhân quả đồng thời không? Là quý vị cái trống á, quý vị lấy cái dùi, quý vị quýnh cái trống, thì nó quýnh vô á, là cái nhân là cái dùi mà quýnh vô trên trống nó kêu cái đùng, thì cái đó là nhân quả đồng thời nha. Thì cái người nào á mà quýnh chẳng hạn như là thầy ví dụ cái người nào mà uống rượu á, mà uống mà nó quá cái giới hạn á, nó say liền, thì lúc đó cái anh đi lái xe á, không có người lái thì anh đi lái xe ra ngoài á, bị cảnh sát bắt, thì cái trường hợp đó nhân quả cũng đồng thời, nhưng mà nó xa hơn xíu. Bởi vì anh nhân là anh uống rượu, mà cái quả là anh bị cảnh sát bắt, thì cái nhân quả đó là nó cũng cùng thời, cùng ngày đó, cùng giờ đó, thì lúc đó cảnh sát bắt. Nhưng mà nhân quả nó không, đừng có nghĩ một chiều, có nghĩa là nhân quả khác thời, dị thời. Mà nhiều khi á, mình làm ác, mình hại người khác đó, nhưng mà bản thân mình cũng đi phè phè, cũng không thoải mái này kia. Nhưng mà quý vị nhớ rằng á, nhân quả không bao giờ nó có lúc nó tới liền liền cho mình, nhưng mà có lúc đó, nó tới khác thời, nó không phải một ngày, không phải một tuần, không phải một tháng, mà thậm chí cả năm. Cho nên á, nhân quả nó phải có thời gian nữa, thì Đức Phật dạy á, nhân quả khác thời. Thầy ví dụ cụ thể cho anh biết, chẳng như là anh trồng cái cây xoài đó, anh trồng á, thì đâu phải là trồng cái có liền, là ít nhất mà phải có cái duyên của nó nữa. Duyên là điều kiện, là phải có tưới nước nè, phải có phân nè, bón nè, phải có ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng vân vân, thì trải qua ít nhất 5 năm thì nó mới có trái. Thì cũng vậy, cái người mà làm thiện á, nói về cái điều thiện, thì đâu phải là làm là có liền, nhiều khi nó phải khác thời. Làm lúc đó, nhưng mà trong cái tháng đó nó chưa có, ít ra mình đừng uống rượu, thì cái đó là đồng thời. Trong ngày đó mình có uống rượu thì mình an lạc rồi, mình lái xe cẩn thận rồi. Còn cái người á mà làm ác, thì một tháng nè người ta không bắt gặp, năm người ta cũng bắt gặp, không một năm, năm khác người ta cũng bắt gặp. Cho nên Đức Phật dạy là nhân quả khác thời, mà trong quá trình nhân quả nó phải có cái duyên nữa, là điều kiện. Cho nên nó nói về cái nhân quả, cái bài này nó rộng lắm, nó lớn lắm, mình chỉ nói tổng quát thôi. Cho nên nhiều khi mình thấy người ta, tại sao người ta làm lành,
anh, mà sao người ta cũng vẫn khổ, tại sao người ta giúp người ta vẫn khổ, nhưng mà chưa biết lúc đó người đã ta từng làm ác rồi. Nhưng bây giờ ta thấy cái ác đó, mình thấy cái tàm đó, người ta thấy đó, rồi bây giờ ta thấy cái quý nữa, người ta xấu hổ. Tàm là xấu hổ chính mình, quý là xấu hổ về những cái hành động mà đã làm cho người khác. Bây giờ người ta thấy rồi, người ta ăn năn, ta hối cải rồi. Hồi xưa mình hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, bây giờ phát nguyện không hút thuốc uống rượu nữa, dành cái tiền đó giúp cho người khác. Bây giờ người ta làm thiện, bố thí phóng sanh, giúp người, nhưng mà nó phải có thời gian. Cho nên nó nhân quả, quý vị phải nhớ là nó vừa đồng thời, vừa dĩ thời, vừa có những cái điều kiện xung quanh đó. Cho nên nó nhiều cái yếu tố khác nhau, thì lúc đó mình đừng có vợ, mình đừng có thấy rằng là những người làm ác rồi thôi, thấy nó họ vui, họ thấy họ an lạc, họ thấy gì. Nhưng mà tối thật ra cái người làm ác đó quý vị, ban đêm họ ăn không ngon, họ ngủ không yên đâu, mặc dầu vậy chứ mà họ lo lắm. Cái người ăn trộm họ lấy không ai bắt được, nhưng mà bản thân họ họ sợ lắm, họ cứ ngủ không ngon, họ cứ nghĩ không biết nếu mà cái người nhà khác mà bắt được mình á, rồi sao mình ở tù hay là mình bồi thường. Cho nên cái người đó ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Cho nên á, nó tóm lại nhân quả vừa là đồng thời mà vừa là khác thời. Cho nên á, mà trong quá trình đồng thời và khác thời nó đều có là cái duyên đó, cái điều kiện đó. Cho nên á, người làm ác, người làm thiện là tùy theo cái phát nguyện của họ, không những bây giờ mà có thể đời trước, có thể lần trước, có thể lần sau, vân vân và vân, có thể hôm qua, có thể hôm nay, có thể ngày mai. Cho nên tùy theo cái quá trình họ tạo tác, thì khi mà mình hiểu được vậy đó thì mình rất là an tâm, mình không có lo. Nếu mà mình là con của Phật, là đệ tử của Đạo Phật, ông ai làm ác làm thiện gì đó, nhất là những người mà cái làm ác, thì cái người đó không trước thì sau, mình phải nhấn mạnh không sớm thì muộn cái người đó cũng phải gặp cái quả báo á. Mình phải nhấn mạnh gì đó, mình chưa có đánh giá là cái người đó là sao mà đã làm những điều sai quấy, buôn bán xì ke ma tí mà sao cũng sống phè phỡi, mà chưa, đừng có vội như vậy. Mà mình tu học Phật mình phải nói là phải có thời gian, phải có thời gian, thì lúc đó khi mà nó xảy tới rồi á, thì lúc đó quý vị có nghe cái câu mà các ngài dạy không, Bồ Tát sở nhân chúng sanh sợ quả. Cái người tu, người trí á, sợ cái nhân, sợ cái ác, sợ cái nhân nó xảy tới mình á, ăn trộm là sẽ ở tù, ăn trộm là sẽ phạt. Cho nên người ta sợ trước là cái người tu đó quý vị. Còn chúng sinh là phàm phu á, là sợ quả là gì, khi mà nó xảy ra ở tù nè, bị phạt nè, rồi bắt đầu nói trời, tôi phát nguyện không làm nữa là đã muộn rồi. Trong khoảng thời gian mà chưa ai phát hiện, chưa ai bắt á, họ vẫn tự do, họ vẫn thoải mái. Nhưng mà thầy mới nói tức là nhân quả khác thời, phải có thời gian, thì lúc đó khi mà làm ác rồi đó, thì tất cả những cái gì đó, nó sẽ đối với người đó, không sớm thì muộn, không có lâu mau gì đó. Cho nên mình tu học Phật mình biết thì mình đã thoải mái, mình cứ tự hào nói rằng tôi là người tin nhân quả, tôi là người hiểu được Phật pháp, tôi không có làm ác, không nói ác, không nghĩ ác, là tôi ăn ngon ngủ yên. Còn những ai đó cũng như vậy, thấy đó cho mà không phải vậy, vậy chứ không phải vậy đâu. À, quý vị thấy không? Không, mình học cái lớp đó, rất là vui, rất là ý nghĩa khi mà chúng ta tu học Phật. Rồi cảm ơn anh Tâm Phương nhiều. Dạ, bây giờ mời cô Dư Thí nha, cô có cái ý kiến gì về vấn đề mà lạy Phật mà có hả lò xo đó, cô đã từng thấy chưa, cô chia sẻ cho đại chúng vui. Dạ, mời cô. Dạ, dạ, mô Phật. À, thưa thầy, cái mô Phật về lò xo thì con thấy rất là nhiều, thưa thầy. Dạ, con thấy cũng hồi trước thì con cũng chưa có hiểu rõ về đạo Phật lắm, nhưng mà con thấy cũng vui, thấy cũng vui thưa thầy. À, thì nhưng mà con muốn nói một câu nữa là cái vấn đề mà nhân quả đó thầy, con rất là tin về cái vấn đề nhân quả, và cái vấn đề mà nói là duyên nữa thì con thấy cái đó rất là đúng. À, thì cũng như là cái nghiệp của mình khi anh Tâm Phương, khi mà mình chết á, thì mình đi á, thì mình đâu có đem theo cái gì đi theo đâu.
mà mình đem đi theo á, là cái nghiệp tốt và cái nghiệp xấu của mình. Đã. Thành ra mình đem từ cái đời này qua cái đời khác. Đã. Thành ra nhiều khi mình thấy những người mà người ta sao mà người ta xấu quá chừng mà người ta vẫn giàu sang, thì có thể là cái kiếp trước đây là người ta đã có làm cái gì phước đức này nọ đó, thì người ta đã đem theo rồi, nhưng mà có thể cái kiếp này người ta không có bồi bổ nữa mà người ta lại tiêu xài đi, thành ra họ tiêu cái đó đi, là họ tiêu về cái những cái kiếp trước là người ta đã đem theo đó, đó. Thì đó là những cái mà tốt và cái xấu mình đi theo cái khi mà mình chết thôi đó. Chứ còn tất cả đều là còn bỏ lại hết trơn đó. Thành ra cái những người mà làm xấu mà được tốt là có thể họ đã có những cái điều tốt ở kiếp trước và họ đã tới kiếp này họ tiêu xài đó. Thì cái đó là mình cứ hiểu như vậy đó, thành ra nhưng mà rất là đúng anh đó, nó không có sai một chút xíu nào hết trơn á. Nhân quả là không, mình trồng cái quả xoài là nó sẽ trồng cây xoài là nó sẽ ra cây xoài, chứ không có trồng cây xoài mà nó ra quả mít được đâu đó. Thành ra mình trồng cây tốt thì nó sẽ ra tốt anh. Dạ cảm ơn cô Dì Thí đã chia sẻ thêm. Thì thật ra cái đề tài nhân quả nó rất là dài, bởi vì nó không có liên quan á, cho nên thầy chỉ nói tóm tắt thì chia sẻ ngắn hơi để cho đại chúng hiểu, chứ nó có liên quan về đề tài nhân quả, rồi nó cộng thêm cái yếu tố duyên thì rất là dài, rất là rộng, mà nếu mà đụng tới anh chàng đó là phải một cái thời pháp thoại nữa, cho nên thầy chỉ nói tóm thôi, chứ còn nếu mà phân tích về cái đề tài nhân quả nữa thì nó dài dữ lắm, cho nên mình chỉ hiểu được mình là người con Phật, mình chỉ hiểu là mình là người Phật tử, mình là người con Phật, mình tin sâu vào nhân quả. Trong nhân quả nó có cái điều kiện là duyên, ông nó có những cái yếu tố phụ và yếu tố chính, duyên phụ và duyên chính. Rồi chứ nhiều khi bản thân họ thì ăn chơi phè phỡn, ăn như là buôn a phiến đó, nhưng mà con cháu của họ hay là những người khác vân vân, nó có cái sự cộng hưởng với nhau nữa. Cho nên rất là nhiều yếu tố đó. Cho nên khi mà mình tu học Phật rồi, mình mà có cái niềm tin sâu về nhân quả là mình không có sợ. Mình không có sợ ai hết á, kể cả những đấng thần linh tối cao nào, không có sợ, bởi vì nhân quả sẽ giải quyết và xử lý cho mình. Còn người mà không tin nhân quả thì đi đâu cũng là tin có ông thần thiệt to, ông như cái gốc cây đa, rồi ông thần ở gia hộ cho mình. Đó giống như ông thần, ông cái dù chia cái cán ấy. Còn cái người mà tin nhân quả rồi á, tin chính mình, tin lời nói và hành động và việc làm của chính mình thì không có sợ ai, giống như cô Dư Thí mới chia sẻ đó. Mặc dù họ cái hiện tại thì họ phè phỡn, họ ăn chơi, ăn ngon ngủ yên này kia, nhưng mà do cái phước cái đời trước của họ. Rồi cái lúc này á, mặc dù chưa có ai phát hiện, nhưng mà mình đừng có, mình thấy vậy chứ mà không phải vậy đâu. Nói theo các ngài nữa, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Chưa chắc, mà khi mà mình hiểu được vậy đó, mình rất là an tâm. Bản thân mình không có làm cái gì sai, không có gì trái, không có gì hại cho ai, là mình ăn ngon ngủ yên. Còn bản thân họ là nhờ cái phước ở đời trước, nhờ cái lành của đời trước, nhưng mà họ không biết tạo tác nữa, là cái phước đó nó sẽ hết. Cũng giống như đi chế xăng vậy, cái xăng mà còn á, là cũng giống như cái phước mình còn, mà mình không chế xăng nữa là cái xăng nó hết thì cái phước mình hết. Mình không biết làm thiện, nói thiện và nghĩ thiện, không biết giúp người, cứu người, không biết bản thân, mà không biết tu tập nữa, thì cái xăng nó sẽ hết, thì xe nó không chạy. Xe nó không chạy, thì lúc đó cái nghiệp nó tới, cái quả nó tới dồn dập, không đứa này đứa kia, thì lúc đó mình nó ăn năn sám hối là lúc đó nó muộn rồi. Cho nên người tu học Phật mình giống như các ngài nói đó, mình thấy như các Bồ Tát thấy như các bậc chân nhân thấy, là mình sợ nhân hơn là sợ quả. Thấy những gì mà nó xảy tới mình, lúc đó mình không có làm. Còn biết là ăn trộm là người ta bắt ở tù phạt tiền, không, tùy theo cái mức độ tài sản nhẹ nặng, uống rượu là sẽ bị này bị kia đại khái gì, thì mình biết được nhân quả là mình rất là vui. Đề tài nhân quả dài, thầy hẹn cái dịp khác, có dịp là thầy chia sẻ nhiều hơn. Nó có liên quan về cái phước đức thời trước, thời nay, cũng giống như cái người ăn cơm nguội vậy, quý vị không? Mình phải làm phước thì nó mới có cái cơm nóng ăn chứ.
còn mình cứ về cái những cái gì mình tạo tác, những gì ông bà mình có mà mình không biết tạo phước nữa thì nó hết, thì lúc đó nó rất là trở ngại. Rồi bây giờ để cho cái người cho sư cô Hạnh Minh chia sẻ một ý nữa, mời sư cô Hạnh Minh để chia sẻ rồi đại chúng lắng nghe, rồi sau đó chúng ta hưởng. Hôm nay nói tiếng Việt cũng dài thoảng ha. Dạ. Âm ly cái âm loa đó, cái loa nó không lớn nha. Bạch thầy và tất cả quý đạo hữu, là con hôm nay cái học lớp này thì con nghe cái này nó rất là đặc biệt, là thầy cho thêm là thêm 7 nốt nhạc, 7 yếu tố giác ngộ, rồi giờ thêm 7 nốt nhạc, 7 thời gian thì con có nghe là có thứ hiện tại, vị lai, với lại cái đó thì con có biết, nhưng mà thêm cái 7 nốt nhạc thì nó cũng là cái điều mới mẻ, mà làm như vậy để cho thấy là đạo Phật mình á, là mọi nhiều người ta ca ngợi là Đức Phật rất là thi kệ. Mỗi lần mà con học mà mấy bài kinh á, Nikaya, mấy bài kinh nào cũng vậy đó, là đọc xong rồi là nói thuyết pháp xong là thường là thêm một bài thơ mà mình ở trong đó mình gọi là bài thi kệ, thì con thấy là Đức Phật không những là người đem lại hòa bình, mà là có là nhân người, gọi là nếu mà theo thế gian thì mình gọi là nghệ sĩ nữa, không những là nghệ sĩ mà còn là nhạc sĩ nữa. Với nói là có cái tinh thần với nói là rất là hay. Mà con có coi cuộc đời Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng thổi sáng rồi đó, và cũng biết rất là kiểu như là nói chung là Đức Phật biết đủ hết về nhân sĩ, về nhân văn, rồi bắn cung, là hồi xưa là cũng biết bắn cung là để là gọi là để. Cái đó không phải là những cái đó là để hoàn chỉnh cái con người của mình, nhưng mà Đức Phật có nhờ có như vậy, Đức Phật giáo hóa ai cũng được hết. Gặp ông Angulimala là cái ông mà ông giết người á, thì cũng là ngài phải có một cái trí tuệ lắm, tại vì ngài cũng biết cách là làm sao để cho cái người đó người ta giác ngộ, là ngài phải thông tuệ hết đủ thứ, là nào là về văn sĩ và nghệ sĩ, nhờ như vậy thì ngài độ được tất cả mọi giai cấp, từ rồi ngay cả con nít ngài cũng thương, rồi ngài cũng gọi là ngài cũng biết khéo léo. Con học kinh Nikaya thì phải nói là ngài nhà thuyết pháp á, là ngay cả ngoại đạo á, ngài cũng lấy cái từ của ngoại đạo để ngài dạy lại cho người ta, chứ ngài không có phản bác lại. Kiểu như là người ta nói dùng kinh Vệ Đà, ngài cũng lấy từ kinh Vệ Đà đó ra để ngài dạy lại cho người ta. Mà tất cả mấy người ngoại đạo á, Bà La Môn, là họ quay lại để họ làm đệ tử của Đức Phật. Thành ra con thấy là Đức Phật không những trong cái bài này là nói là ngài là một người là người đem lại hòa bình cho thế giới, thì con thấy rất là đúng. Tại vì con mới vừa học trong kinh Đại Bát Niết Bàn bài trường bộ 16 á, thì có một cái đoạn là ông vua A Xà Thế, ông muốn chiếm nước khác á, mà ông đưa sứ giả của ông á đến hỏi Đức Phật á, là có nên chiến hay là kiểu như có nên kiểu như là đến đó đánh nhau hay là không đánh nhau. Tức là họ tin Đức Phật đến nỗi mà ngay cả họ cái lòng tham của họ, họ muốn chiếm cái nước đó mà họ vẫn còn sáng suốt, họ đến mà hỏi Đức Phật
Vậy là con rồi Đức Phật nói là cái nước đó đó là không bao giờ chiếm được đó, tại vì Đức Phật đã dạy cho họ những cái cách gọi là bảy cái pháp là giữ được nước. Thành ra ông vua A Xà Thế ông nghe Phật nói vậy là ông không đánh cái nước đó nữa. Vậy thì Đức Phật đúng là một vị sứ giả hòa bình, ngài không cần gì hết trơn, ngài chỉ nói một câu vài câu lý luận thôi mà người ta nghe ra người ta không có chiến tranh. Chứ còn bây giờ cứ chiến tranh với nhau mà không có hỏi các vị là lãnh sự chi lãnh đạo tôn giáo đó, thành ra cũng dễ có chiến tranh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính cảm ơn. Rồi, cái này con sư cô Từ Bi Lạc nghe con rõ ràng, cô Từ Bi Lạc. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn Sister Hạnh Minh. Hôm nay rất vui đại chúng đều nói tiếng Việt và hiểu thêm nhiều. Cô Từ Bi Lạc rất là vui, nên cô hỏi cô hiểu cái ý nó xuống đó rất là ý nghĩa. Nãy Sister Hạnh Minh có nói về vấn đề Đức Phật không những giỏi về nghệ sĩ, rồi y sĩ, rồi nhạc sĩ, vân vân, trong đó có thầy trường sĩ nữa. Thầy nói thêm cái nhạc sĩ, cái bài kinh 42 đó, chương 42 thì cái bài này rất là cái câu chuyện rất là nổi tiếng về nhạc sĩ đó. Thì có cái người tu á, tu hồi giờ chưa có duyên gặp được Phật pháp, bây giờ tu quá, tu cả ngày lẫn đêm không chịu ăn, rồi ngủ không chịu ngủ, rồi tu rất cu kiệu, gọi là tu mà tu nhiều á, tu không có đúng phương pháp gọi là tu rất cu kiệu. Rồi sau đó rồi cái có một cái người bạn đạo đó tới hỏi Đức Phật á, hỏi chứ thưa Bạch Đức Thế Tôn, cái người bạn của con á, tu như vậy đó, tu để mau chóng thành Phật quả, tu gì có đúng phương pháp không? Thì Đức Phật không có nói đúng hay sai, thì Đức Phật mới trả lời nè. Chưa trả lời thì có một cái vị khác nữa, cũng vị ABC, vị C, vị đó tu không cắt cu kiệu mà tu nửa vời, tu lai rai, người ta tu ngày 6 tiếng thì người đó tu ngày 6 phút thôi, còn nhiều đi chơi, không chịu học. Tu rai rai, họ thấy đại chúng tập hợp thì chạy tới tu, mà họ thấy đại chúng không tập hợp nữa thì tu về cá nhân đó thì lo đi chơi, lo đi làm việc riêng, hay là không có làm đại chúng đại khái gì, làm tu nữa rồi. Thì lúc bây giờ Đức có một người bạn hỏi hai cái trường hợp đó, cái người tu gắt cu kiệu và người tu nửa vời, như vậy có đúng hay không Bạch Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật trả lời, Đức Phật là nhạc sĩ mà, Đức Phật trả lời nè, quý vị nhớ câu chuyện này mai mốt kể lại cho người khác nha. Thì Đức Phật trả lời nè, này anh bạn, ví như một người chơi đàn đó, chơi đàn mà lên cái dây đàn á mà căng quá, thì cái dây đàn á mình chơi á, người đánh đàn nó có hay không? Thì cái người đó trả lời dạ, nếu mà dây đàn mà lên cái cót đàn mà lên nó căng quá thì đánh cái dây đàn nó cứ tấn, nó không có hay, cái tiếng không hay. Và Đức Phật mới nói lại, cũng vậy, cũng cái dây đàn đó, cái đường đó mà quý vị á, để cái dây đàn nó bị dùng quá, nó thọc lỏng quá, thì quý vị đánh cái tiếng đàn nó kêu sao, nó kêu túng, nó không có hay. Cho nên á, cái dây đàn căng quá thì nó nghe tiếng nó chát, mà dây đàn nó mềm quá, nó thủng quá, nó phiểu quá thì cái tiếng nó cũng không nghe hay. Còn trường hợp mà dây đàn không căng, không dùng vừa thôi thì cái tiếng đàn nó sao? Dạ hay lắm Bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói là cũng vậy, cái người tu á, mà tu không có phương pháp, mà tu rất cu kiệu á, không có phương pháp, ăn một ngày một trái chuối thôi, còn nhiều không chịu, rồi tu á, thì không chịu nằm ngủ, rồi lúc đó cứ là đứng như con cò vậy, như con bi vậy, rồi ăn hạnh theo con bò con chó vậy, thì lúc đó là cái tu đó là tu rất cu kiệu, không có đúng phương pháp, thì á, cái người đó sẽ căng thẳng. Còn cái người mà tu rai rai, người ta tu thì mình đi đá banh, người ta tu thì mình đi chơi cờ tướng, vân vân. Thì tu như vậy đó là tu không có đúng phương pháp, tu hình thức, tu nữa rồi. Thì Đức Phật dạy đó, cái người tu mà tu đúng phương pháp là gì?
là giờ nào việc nấy, chỗ nào vật ấy. Hôm trước một phút không phải là giờ, sau một phút không phải là giờ. Thì đại chúng tu tập thì mình tu tập, tới giờ học là mình học, tới giờ ăn thì mình ăn, tới giờ tu thì mình tu. Thì lúc đó cái phương pháp mình đã đúng á, thì cái dây đàn nó mới căng, thì cái người đó mới có kết quả được khỏe mình và được mọi người xung quanh đều vui ngưỡng hết. Đó, cho nên quý vị thấy cây đàn không? Đức Phật đó là nhạc sĩ đó, Đức Phật đưa ra cái ví dụ đó rất là hay. Cho nên đó, qua cái câu chuyện đó để nó nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta tu học phải có phương pháp, chứ không phải nói cái là thấy Phật pháp hay quá mà chúng ta học cả ngày cả đêm, rồi thậm chí tờ mờ chạng vạng rồi mà chúng ta không bật đèn học mà cứ để đọc, trước sau cũng bị cái mắt mình sẽ bị đeo gương đeo kiếng. Cho nên cái câu chuyện mà cây đàn đó nhắc nhở cho chúng ta tu phải có phương pháp để chúng ta không căng và không dùng, thì ở lúc đó chúng ta mới có khỏe, thân khỏe và tâm an, thì mọi người xung quanh được quy kính với chúng ta. Thì hôm nay thầy chia sẻ nhiều cái yếu tố đại chúng đã nghe và học hỏi mỗi bữa một ít để có chất Phật pháp trong thân tâm của mình để làm hành trang trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ thấy thời gian nó đã quá nhiều, bây giờ mời đại chúng hồi hướng nha. Cô Như Thành tiếp tục hồi hướng bằng cái chương trình tiếng Việt. Dạ. Thầy nghe. Dạ nghe. Dạ. Hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sharing the merit besides the training, practicing the way of awareness give rise to benefits without limit. We vow to share the fruit with all beings. We vow to offer tribute to parents, teacher, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the merit of this practice benefit all beings and be in peace. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bodhi, the wonderful Dharma, turn noble and solemn. Depending on our peaceful body, we are regularly at peace. Dạ, cảm ơn cô Du Thành rất là nhiều. Hôm nay đại chúng chúng ta đã học Phật pháp tới đây đã kết thúc. Kính chúc đại chúng được an lành. Giờ này giờ xin dừng ở đây và chúc đại chúng an ngon và ngủ yên. Không biết sợ nhân quả cho nên nó không có sợ mình trắng mình đen đỏ mình vàng mình tím nữa, cho nên mình an ngon ngủ yên ha. Giờ xin dừng ở đây, chúc đại chúng được an.